Rồi rồi. Lá chuối, lá chuối, lá dây, lá dây thôi. Hôm nay bảo lấy quân thì lấy được đấy. Ui, cái miếng này không biết là cái khớp nối của cái miếng nào đây coi. Chưa biết. Ui, cái cuối này cái ao nó trong veo. Tại thì hôm nay mình lại tiếp tục đi săn ong mật nha các bác nha. Nên đi cả ông chú. Thì cái hành trình săn ong mật này thì hôm nay mang theo cả búa xà beng đi theo à. Tổ nào mà không lấy được thì là đập ngay. Trời đang mưa chứ, lúc nãy cháu điện ở dưới kia là mưa. Chỗ chú cháu mình đây là chưa mưa thôi. Cái đường này chắc trước đi xe máy lên được chứ nhỉ? Trước lên được, bây giờ nó phải tắt theo lại học hết rồi. Học hết rồi. Hôm nay thì lại đi được cái đồi nó vừa đá sáp vừa đá cứng. Biết lên bên trên đến tổ ong này đá nó thế nào nhưng mà khu vực này toàn đá sáp thôi. Chỗ này có nhiều cái cây nhả nhùng này là khi là có nhiều mật nhé chú nhé. Cây quật nhiều lắm rồi. Chút nữa lên đây và các bác xem cái nguồn hoa cách đây khoảng tầm độ 1-2 tuần ong nó lấy. Cái chòm đồi này độc lập ấy nhỉ? Độc lập. Ôi, trên toàn đá xanh đấy, không phải là đá đây đâu. Đá xanh mà. Là tai mèo mà. Tai mèo đấy. Tai mèo này thì phải có búa tạ để đằng sau các bác nhé. Búa tạ xà beng. Nó chọc được cái chỗ này. Cái vãi hoa này coi. Dài hết rồi. Dài nhá. Đây đó vẫn có 1-2 con lấy nhưng mà gần như là tan rồi. Thời tiết năm nay thì nó chưa có cái đợt nào xuống khỏi 10 độ. Nhưng là ong mật của chúng ta là ở thời tiết này duy trì thì vẫn có mật các bạn. Nhưng mà chúng ta phải đi tìm cái khu nào nó thấp cơ. Nó thấp hơn. Những cái đồi đá cao thì gần như là không có mật bởi vì nó lạnh quá. Không có nguồn hoa nữa. Úi, ở cái sấu to nhơ. Các bác xem cây sấu này. Vì nay có ong khoái thì trèo lên này. Bở hơi tai đấy. Chỗ này trước chú đánh ở đây nhòm đây, rồi. Đây, nhòm ở bên kia thấy ở trên này. Cả một dải đây. Bán hoa là hoa rồi chỗ này ấy. Bên kia cơ, bên kia mới là nhiều. Nhiều hoa này thì chắc chắn là có mặt rồi. Có mấy tổ có đánh được đâu. Ni công 1-7 đấy. Của ông chú đấy. Trước này mình bàn giao cho ông chú cách đây 2 năm. Sử dụng vẫn rất là ok các bác nhé. Mã seri thì hơi mờ một chút rồi. Nhưng mà công năng của nó thì vẫn được như cũ thôi. Cái vấn đề mà ở đây những cái bụi bẩn này thì là do chúng ta sử dụng là chúng ta chứ mình không ấy đâu. Không lau chùi đâu. Ông chú đang lên ngó cái tổ ong ngay đấy rồi. Năm ngoái chú ấy được bổ ở đấy nhưng mà không biết là có về không đấy mọi người. Xem lại, xem xét lại xem thế nào. Nhưng mà không có thì chú cháu mình quyết định là phải đi đập tổ mới. Mở rồi phải không chú? Mở rồi. Đấy, có đội mở rồi mà. Rất là nhiều đội tìm các bác nha. Tiếp tục di chuyển các bác ơi. Cái địa hình mà bao nhiêu anh em mới ước này. Cái thùng ong này, đây là cái thùng làm thùng ong được rồi. Đá thì các bác thấy này. Toàn đá sáp thôi. Mà đá sáp rất đẹp nha mọi người nha. Đá sáp này họ phát rừng qua rồi nhưng mà nghe chừng là đội phát rừng này là không bắt ong. Thì
cái ông chú mình cùng mình phát hiện một cái tổ ngoài này rồi. Còn bây thì đang đi từ từ để ngắm nghĩa xem còn tổ nào không, bởi vì là cái lượng điểm vàng ở đoạn này nó nhiều vô kể luôn. Điểm vàng rất nhiều. Đi theo men những cái tả lì này. Đá này thì chúng ta có thể đập được nhé các bác nhé. Đá này thì chúng ta có thể sử dụng búa và bóc tách rất đơn giản thôi. Đấy, mình nghe thấy cái tiếng xà beng leng keng ngoài này rồi. Ngoài sử dụng mắt ra thì với những cái đồ kiểu này chúng ta phải dùng cả tai nữa. Để nghe cái tiếng con ong nó bay vào tổ. Sâu hả chú? Cháu đem ra bây giờ. Búa với lại xà beng coi. Tổ ong vào giữa nguồn nước luôn. Đấy, đấy, đấy. Bay vào giữa nguồn nước luôn kìa. Giữa cái mạch nước họ lấy về lán uống. Nghĩa là cái lán này này các bác. Cái lán xanh xanh đấy. Lán này khác rừng thôi. Như thế này thì nhỏ làm sao mà thấy được các bác. Nãy vừa mới chuối vừa mới cậy ra rồi. Nhưng không nhìn thấy tổ. Và nghe nói là thổ cũng không nghe thấy gì. Chúng ta còn kiểm tra đấy nhá. Các bạn nhìn nè. Ong ở tận trên đấy. Đấy, tận bên trong góc trong bên trên các bạn nha. Vẫn lấy được. Vẫn có khả năng lấy được nhưng mà ong nó không lớn mấy đâu. Còn nó bình thường đó. Khả năng lấy được cũng rất cao nha. Mà mình thử cậy một chút đã. Ngay trên thôi. Nếu mà không có gì thay đổi thì chúng ta cái lý do mà cái tổ ong này nó không lớn được là vì nó ở ngay cái mạch nước này nó lạnh nữa các bạn. Mình cũng chưa biết là dự định của anh chú cháu mình là chưa biết là có nên đục hay không. Nhưng mà khả năng có mật thì chúng ta phải xem đã. Thay nhau đục các bạn. Thế này thì chỉ cần đục một lần thôi. Lần sau là chúng ta thoải mái đấy. Cái đá này đá sáp. Đá sáp kiểu nó cũng là cứng đấy, nhưng mà nó đỡ hơn là cái đá kia. Đá xanh kia. Hàng nó vào sâu quá. Đục vào, đục ngược, khó đục. Quan trọng đục ở dưới lên cái gì là cái kia. Là mình khó đục luôn. Thì có thể đục vào tí nữa chọc xuống một hai miếng xem thế nào. Cái năm ngoái xem cái lại sáp, cái sáp cũ của nó phải mười mấy cân đấy. Chục cân đấy, ra tận ngoài bên này cơ mà. Sáng nay quên mấy cái đèn pin. Bỏ lại cái ổ ong các bạn. Không ăn được. Không có mật nữa. Cho cháu mình tiếp tục lên đường. Đi theo cái van đồi này kìa. Hôm nay mình đi dây làm ra là cũng khó khăn các bạn. Đi dây này nó trơn trơn. Trơn hơn, nó không cắt chân mình đi ủng. Đi ủng nó, cái nhược điểm của nó là nó nóng. Một cái là chắc chân và an toàn. Có bình có khả năng là mua không đúng ngày rồi chú ơi. Mà cái đồi này rất đẹp mà, địa hình của cái đồi này không chê vào đâu được. Nguồn hoa có. Nhòm mãi mới thấy các bác ngay đây này. Đây một tổ này. Ngay cái cây chuối này này, bày đồng lắm luôn. Thế bên này hai tổ nữa này. Hai tổ cùng một viên đá này. Đang tò mò nên là phải chạy lên quay cho bác xem ong nó nhiều quá. Nhưng mà không biết có mật hay không.
Nói chung là cái vùng này là cái vùng mà có thể tìm được tháng 4, tháng 5 là cực kỳ hợp lý rồi. Ờ, cô phát đồi đây chắc còn thấy đầy. Và chị phát đồi đây chắc còn thấy đầy. Đây cái tổ bên này mà xem đây, thấy tổ này. Hai tổ một chỗ rồi chú. Đâu, một tổ bên này, tổ bên đấy. Cọc đá luôn. Ui, đầy thầy. Đấy, mình thấy nhìn thấy cả ong này hoa. Đây này. Đấy, nhìn thấy cả ong luôn này. Không được con đâu, hôm nay có mang thùng không lấy được con. Bên này một tổ nữa. Rốt thế nào được. Ôi giời. Hai tổ, mỗi tổ một góc. Ngay đấy hả chú? Ở đây chú, ở đây. Ui chú ơi, từ từ, ra đốt ác lắm rồi. Cái đá sáp này bắt nó cũng dễ nhỉ chú nhỉ. Ồ, nó vào ngay cái trong cái kẽ này. Thấy kêu rầm rầm rồi đây. Đông ấy chứ chú. Kêu rồi, nhưng mà sợ tết có mật. Cứ phải kiểm tra đã chú ạ. Đôi lúc nó có tùy từng tổ đấy. Kia vẫn còn một tổ, nên năm ngoái chú đánh cũng không có mật. Vâng. Khả năng phải vào tháng 5 đi nhỉ. Tháng 5 thì đây lại không được đánh bao giờ. Hăng thế nhờ. Tổ này rất hăng này. Hăng này khả năng có mật đấy chứ ạ. Vướng nhiều đá quá. Cái này mà không mang xà beng đi theo là không bao giờ lấy được nhé các bạn nhé. Đá nó lẹt kẹt nhau lởm cởm hết lên. Ui, sập xuống tổ rồi ông chú ạ. Không được rồi chú ạ. Ôi, nó cuốn cả quanh cả cái tầng này luôn. Lẫn cả một số vào cái chỗ đất kia đấy. Chúng ta xem cái viên đá chuẩn bị lấy ra. Rất khó lởm cởm, lởm cởm. Rất khó lấy luôn. Rồi, ra được hai miếng này các bạn. Đẹp chưa? Có khả năng lấy ra cho dễ không được. Cái tầng mặt đẹp thật đấy. Các bác thấy ở đây mới chỉ là hai cái tầng đầu thôi nhé. Đây, hôm nay quên đóng nhòm nên là cái găng tay mình cũng để nhà đây. Đây là cái những cái tảng mặt ong đá nó gọi là già ngắt luôn các bác này. Đẹp quá luôn. Long lanh. Đấy. Ba tầng rồi. Không uổng công chú cháu mình đi các bác. Đấy, tầng thứ tư này. Ô, cái tổ này nó ở tận đời nào chú nhỉ? Lâu lắm rồi, đây những cái tầng nó dính nhiễm đất này chú cháu mình sẽ cắt hết cái vòng này đi coi nhá.
còn cái nắp này nắp nó nắp đậy rồi, nó không vào được, bác cả yên tâm. Đúng là mật ong các bác ơi. Ui bây giờ này phải sử dụng những cái dao của chú rồi, dính rồi, dính đòn rồi. Còn vào bên trong đấy chú ạ, ở sâu đấy, không phải ở ngay đây đâu. Anh ạ, nếu mà mày ỉa bé bé là phải đây rồi. Đúng rồi. Nhưng mà không nó cũng không phải một tổ đâu chú ạ. Ong nhìn mập nhờ chú nhờ. Ong này đây thì chú rút đi. Các bác xem chú rút này, rút cái tầng mật tiếp theo này. Ui giời, cũng đưa này. Lật cái mặt này thấy luôn này. Đấy, cái tầng mật nó già khớp luôn. Trong này lại tầng nhộng nữa. Đang tách mật nha các bạn nha. Tách cái tầng mật ra. Đấy, cái kia là cái nhộng. Tổ này nó phải ở được 1-2 năm rồi. Nó không di chuyển đấy các bác. Chút nữa thì cháu mình sẽ làm cho nó một cái thùng đẹp long lanh luôn. Hình như hết tầng rồi chú. Chưa hết rồi. Chưa biết rồi. Hình như hết rồi, cháu thấy là hết rồi đấy. Thì cháu mình đang sắp xếp vào đây. Đây các bác còn mấy cái tầng này đẹp nữa này. Đấy. Hết. Mấy tầng long lanh đấy, nhìn là hết, biết là hết mà. Bởi vì là cái miếng nãy chú vừa cho vào đây là cái miếng này là nãy cái miếng này nó già quá. Đây là chú, cháu mình sẽ tách ra các bác nhé. Tách xếp vào. Cái đường này xa nên là cũng không biết được là liệu có còn nguyên bản hay không mọi người ạ. Đó, nhưng mà cứ tách đây, tách cái đợt mật này nữa ra là gửi về cho các bác luôn. Đây này, xuống đánh tổ này luôn nhé. Hai tổ cách nhau từ đây đến này, đếm các bác đếm theo găng tay thì khoảng tầm hơn một thước thôi, 1 mét, 2 mét thôi. Để tỉa những cái miếng mật của các bác thì chặt cùng cục như kiểu là chặt gà chặt thịt này. Dạ có ạ. À dạ vâng, cháu chặt cho. Đây ông chú chủ dãy này. Đây là lúc nãy là có phát qua đây là không dám chặt hai cây chuối này, tí nữa là cháu mình sẽ phát cho mấy cái cây chuối này. Cái miếng như thế này thì để cháu đút cho, cháu cầm nhá. Để các bác biết đấy, nó đẹp đến mức độ nào. Này, mật không chảy được tí nào nhé mọi người nhé. Những cái mùn này là những cái mùn già này, chứ không phải là cái sáp ấy đâu các bác nhé. Mùn già. Đẽo cùng cộc luôn. Rất là đẹp luôn. Cái tổ dưới thì nó bị hở nhiều, không biết có mật hay không ấy. Mình chuẩn bị để chặt cái cây chuối cho chú dưới này. Dòng này thì 1 kg, à 1 lít của nó chắc phải vào đến cân, cả sáp nó phải tầm cân 8 hay cân mới được 1 lít. Bởi vì nó nặng, nó đậm đặc các bạn, dòng này. Đóng lại quả hang đất lành chim đậu đấy các bác. Đóng của hàng này là hàng lớn hơn rất là nhiều nhưng mà nhé. Thì ở đây thì đóng hàng thì phải sắp xếp các bạn rất kỹ mới được, phải đóng thật kín này, đóng cái thật kín từng cái lỗ này thì ong nó mới về mà nó mới làm to lại được. Các ưu tiên mấy cái hòn nó có cái sáp này chú ạ, thì nó sẽ thích làm tổ lên đây hơn. Đấy, nó có cái mùi rồi. Dặt thật kỹ nha. Ong lại vào như chưa từng có cuộc chia tay các bác. Lành luôn.
trọng là những cái điểm mấu chốt là chúng ta phải hết sức kín các bạn. Bởi vì là thời tiết mùa đông này ong chỉ cần hở một ít thôi là nó không hở rồi. Xuống dưới kiểm tra cái ổ dưới. Mang dao đây, đây. Lách cháu đây. Chú bảo già lắm à? Già hết rồi. Tổ này lại ở trong một cái tầng thác. Không biết ra sao đây. Không biết có mặt hay không. Ui, ui giời, chú cứ để đây cho cháu. Nào. Mình đầy rồi. Mình đầy rồi ông ơi. Chú ơi. Chú cứ để đấy đã chú ạ. Tí nữa mình chú cháu mình xếp xong. Ui, đẹp quá ơi, ai ngờ được đâu. Không ai biết được chữ ngờ các bạn. Đây, này mọi người xem này. Ui trời, mặt này. Này, ui giời. Đẹp quá, đẹp quá. Tầng này là tầng không có các bác nhé, đang vào, bắt đầu vào tầng tiếp theo ấy. Nó còn vào sâu bị gãy đấy chú ạ. Bị gãy đoạn trong đấy. Tổ nó sâu không chú? Sâu. Sâu tận trong đấy nhờ. Chính tỏ cái này mùa hè là ghê gớm của nó đấy. Ui, sâu tận trong đây chú. Còn về gãy, bị gãy ấy, này xếp hẳn những cái tảng mật ở đấy hết rồi các bác. Nói chung là mỗi tổ cứ 2-3 ký. Chung chung là như thế. Đấy cái tổ các bác này, cái tổ đầu là lại ngay kia nhá. Kìa kìa. Đấy vẫn là bay kìa. Đấy cái tổ này. Ở trong. Cái ổ nó ở lâu quá rồi các bạn. Đây này, những cái bầu mật mà chúng ta đã từng bỏ lỡ này. Những cái bầu mật này vào mùa tháng 5 thì các bác biết là mỗi cái tầng như này nếu mà nó tràn, nó đen, à nó bịt cứng hết thì nó phải hàng kg. Mà cái trọng lượng của cái tổ thì các bác biết nhìn thấy đấy, nó có rất là nhiều bánh. Mà thậm chí là đến bây giờ là chú mình còn chưa kéo ra hết được. Sâu lắm. Chúng tôi nó vào rất sâu rồi. Hết rồi chú ạ? Chưa. Thôi cho thấy cái miếng ra đây. Cái miếng ra đây nó lại khô hết rồi này. Hai tổ này có cái tốc độ bay không bằng cái tổ gốc chuối bên này các bạn nhé. Tổ gốc chuối bên này bay nhiều hơn. Ui. Cái miếng này không biết là cái khớp nối của cái miếng nào đây coi. Chưa biết, hiện tại chưa rõ. Ui, lại tiếp tục ra. Cái bầu mật, bỏ mật ra nhiều lắm không ạ. Bình này thì không đủ đựng rồi. Xác định chú cháu mình không đủ đựng rồi. Mà các bác có thể để ý là đến cái mùa này mà nó còn có cái ong đực như này. Con ong đực màu đen này. Là những cái tổ mà hệ thuộc hệ có đồ ăn. Hết được ạ. Hết thì chú cháu mình sửa lại cái hàng các bác nhé. Cái cửa hàng kìa. Các bác nhìn cái cửa hàng kìa. Những cái viên đá sẽ được đê tiếp tục vào để chèn lại cửa hàng. Với cái tổ này nếu mà đúng mùa thì chú cháu mình có thể lấy được khoảng tầm độ đâu đó 6-7 ký. Nhưng mà đẹp nhất. Sao tổ bên này đưa nhờ? Chú Tiến đang lấy đồ này. Đây là cái bình 7 lít với lại hai cái ba cái miếng mà bọn mình khai thác nhét đầy bình các bác, không cho bình kia được rồi. À thì lúc nãy là mình có nhìn thấy cái tổ ong ở bên này. Đấy, nó ở ngay bên góc vãi chuối này thôi. Thì bây giờ chú cháu mình tìm đường lên để khai thác tiếp cái tổ này.
kiểm tra nốt cái tổ này. Và cả cháu cầm đây rồi. Và ở cái khu này nữa các bác có thể để ý là cái vách đá như này thì 100% là sẽ rất là nhiều ông mật ở. Thế cái tổ trên kia nó ở bên kia đấy chú ạ. Hả? Tổ nãy cháu nhòm mấy tổ nó bay lên đỉnh kia ở trong bãi keo kia thôi. Lên đấy nhiều lắm. Nhưng mà cái này chắc để dưới đây cái bình ấy. Bình để giấu đi nhỉ. Giấu đi. Con sách lấy cái túi bóng xanh của chú đựng mà. Xác được khoảng tầm độ 2 tổ 5 ký rồi. Ngay trên mấy cái chuối già này này. Có bi này này. Đấy. Hình như còn kêu rào rào ngay đây. Cái túi này được. Vâng. Tổ này nó ở trên thác đúng không ạ? Chú cháu mình phải chạy lên trên luôn ạ. Hả? Hơi khó chút. Có khi trước mặt chú này. Đây rồi, đây thầy. Ngay đây không? Biết đâu mà bay đồng thế. Phải có ít khói mới được chú ạ. Hay là hai tổ ấy? Một tổ thôi. Được. Phải ăn được. Ổng toàn làm thế đẹp nhỉ. Với phấn về đây này chú này. Phát quang này lần sau này. Nhớ đường qua mà lấy luôn. À nếu phát được thì để cháu nhòm sang bên kia đấy. Đây rồi. Có nhầm hả chú? Bay đông lắm mà. Vỗ thôi nhờ. Chắc phải vỗ rồi. Vỗ viên đá to này rồi. Hang của nó vào đây thôi. Đang cho cháu nó phát quang như là hun khói vào một cái. Cái này vỗ thì dễ thôi. Đá này thì nó không khó bằng cái đá kia. Đá 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 đá. Đá xanh. Đá xanh kia. Đá xanh nó mới là nguy hiểm thôi. Các bác thấy là ong nó đi làm về, tổ này đi lên rất là đông luôn. Nước đông luôn. Đấy, và cái cán búa của chú cháu mình đây. À, cán búa này, bác nào thích dùng cán búa mà nó bền thì dùng cái loại cán nhựa này nhá, mà dẻo dai nhá. Đây là ống chịu nhiệt. Đấy, dòng cán này thì bác chêm này. Đây là chêm này. Chêm hoàn toàn bằng ống luôn các bác nhé. Và đóng đầu này bằng gỗ nhé. Đấy, búa 3 cân. Đúng vừa tầm luôn. Búa hồi xưa đấy. Chú ơi vào đoạn nào? Chú đã xem kiểm tra. Ngay đấy hả? Hay là sang bên kia à? Rõ ràng nó chui vào đầu cái này mà. Cháu thấy đoạn này thì đúng hơn. Ừ. Phải không? Phải. Ừ. Ừ. Đây là mới một tay thôi đấy. À đây rồi. Ngay đây chú. Bên đấy. Ôi dồi ôi. To rồi chú. Ôi dồi ôi. Thông. Ừ. Học qua tổ luôn rồi chú. Ừ. Ngay đấy luôn đấy nhỉ. Ui trời ơi. Tổ này mà mở được là cũng rộng lắm này. Bán hàng khủng đấy. Nếu mà mở được cái ổ như này ấy. Ui trời ơi. Lá chuối, lá chuối, lá dây, lá dây ơi. Đấy. Một miếng này, miếng đầu các bạn nhá. Rồi mọi người cùng chúng ta cùng xem này. Vẫn còn nhiều lắm các bạn. Tổ này mới là mẩy chú nhỏ. Tổ này còn mẩy hơn mấy tổ kia nữa. Đấy, tại sao mà nó bay nhiều? Tại sao nó bay tốc độ cao? Với bay nhiều là cái nguyên nhân là nó do đây đấy các bác ơi. Nó to.
Mà nó to thì đồng nghĩa với là nó sẽ nhiều mật. Đây, thân gửi đến các bác xem. Đang xem. Chúa. Bỏ công thật đấy. Như kiểu là ông mùa ấy nhỉ? Ừ. Ông mùa hè ấy. Đấy, cái này là mình còn chưa hết nhé các bác nhá, này. Trong cái cuống mật nó còn ở tận trong kìa. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ đào rộng ra một chút nữa đã. Nó tách hẳn như tầng mật à. Ui, này chú này. Đấy, đẹp long lanh các bạn. Tận phía trong ấy. Đây, chúng ta vẫn còn một cái miếng ở bên phía bên kia bên này. Băng cả, tôi băng lên. Bay vù vù, bay đông quá là phải rồi chú ạ. Ui, bên trong cái tầng bây giờ nó mới xếp này con này. Tầng bên trong bây giờ nó mới xếp. Nó mới xếp quận vào nhau. Nó xếp quận nó không theo thế nào mà. Nó quéo rồi. Cái thùng muối này, lỗ muối này to nhá. Cái lỗ muối này lớn đấy. Lâu lắm rồi mình mới thấy một cái ủ ong mật mà nó lại có mật luôn. Có thể cái vùng này chả ai đánh bao giờ chú nhỉ? Không ai đánh nữa. Nó lại bị đốt rồi. Ây da. Sao đốt á đây chú? Toàn bị đốt rồi. Còn đấy. Được tầm mấy cân chúng ta? 3 cân nhỉ? Ừ. 3 cân làm rồi. Đẹp, tông lành luôn này. Cái sáp này thì có mình bỏ lại cả cân hoa không thể cầm được đâu quá. Ôi, cái này là lại cho vào ba lô thôi. Nó có hơn 5kg rồi. Cả cái bình kia nữa là khá nhiều rồi đấy. Lên đường kia dễ hơn được. Rồi, hẹn gặp lại các bác ở video lần sau nhé. Chú cháu mình về đi tiếp, đi tìm tiếp. Không giờ bây giờ cũng còn 11, 12 giờ rồi. Đưa cái thủa lên. À, thủa chưa lên chú. Thủa này, chêm ra không thì hỏng mất đấy. Đó, có nhu cầu cứ liên hệ em nhé. Thủa này thủa mới đấy. Sòng mật cực kỳ đẹp luôn các bạn. Không đẹp, thật sự luôn. Đây mới là miếng thứ hai mọi người nhé. Toàn mật, toàn mật thôi. Lại có mặt tận trên đỉnh núi các bạn. Con đường lên đây từ sáng giờ thì từ mình đi mất gần 50 km để mà đi tìm cái nguồn mật ở khu vực này. Ông dùng bác thân chào cả nhà, chào các anh em trong nghề, chào những người cùng đam mê và những người đang cần tìm những cái nguồn mật ong nguyên chất. Hôm nay thì mình di chuyển vào đây để tìm ong trong cái khu vực mới này. Vì hôm trước là các bác có nhìn thấy những cái video cách đây một video là mình có đi tìm ong mật ấy. Thì ở đây mình lại tiếp tục với cái khu vực này, bởi vì cái khu vực này là cái khu vực có mật nha mọi người nha. Có mật ong. Và hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ cho các bác cái nguyên nhân mà bác đi tìm ong. Bác đang thắc mắc là tại sao sử dụng ống nhòm mà tìm ong mật không được. Có rất là nhiều nguyên nhân nha các bác nha. Có rất nhiều nguyên nhân. Trước tiên làm một cái cuống này đã. Cho nó. Cái này là cái rễ cây cọ các bạn. Cái rễ cây này thì nói chung là mình cũng không biết nó có cái chất gì, nhưng mà mang nhai rất là thích mồm. Ở cái khu vực này là cái khu vực chăn nuôi thì phải. Thì các bác thấy là cái địa hình chú cháu mình chọn ấy, là cái địa hình đá sáp nhé mọi người nhé. Đá sáp. Thì đá sáp này thì chúng ta sẽ dễ khai thác hơn rất là nhiều. Sẽ không cần phải sử dụng nhiều đến búa rồi là đến những cái xà beng. Nếu mà có sử dụng đến thì nó cũng dễ dàng phá hơn so với là cái mặt đá xanh.
Đấy, đây là thứ nhất là chúng ta chọn cái địa hình các bác nhá. Địa hình là chúng ta sẽ chọn những cái địa hình nó tốt hơn. Và để biết được có cọ ong hay không, tại sao lại cứ chui, chú chó mình lại chui giúp một cái cách mà hoàn toàn mà không có một cái địa chỉ rõ ràng, thì ở đây mình sẽ cua sang đây mình cho các bác biết tại sao chú chó mình biết cái khu này ong có mật, mà ong nó có tổ ong ở đây. Tại nguyên nhân nhiều bác là đi tìm ong mật không thấy, các cái lý do nguyên nhân mà nếu mà tích tụ lại đấy là không kiên trì các bác nhé, không kiên trì, bởi vì là cái dòng ong mật ấy nó là cái dòng bay tốc độ cao, mà nó bay nó theo mùa nữa, cái mùa đông càng lạnh thì cái tốc độ nó sẽ chậm lại. Đấy, khi mà mùa hè các bác đi soi ấy, nắng chang chang các bác soi cũng không thấy, không đón được đâu. Đấy, cho nên chúng ta ong mật là chúng ta phải tích tụ rất là nhiều kinh nghiệm. Đây, điểm vàng này, chi chít này. Đấy, cái điểm vàng này là một cái xác thực mình đã có rất là nhiều trong video cho các bác xem. Nguyên nhân tại sao lại có cái điểm vàng này, cái con ong nó đi ăn phấn hoa, đi lấy phấn hoa. Và chúng ta biết là có đàn ong ở đấy, nhưng mà đàn ong nó lấy phấn hoa về tổ ấy, nó ăn xong thì nó sẽ đi bài tiết ngay gần tổ. Đây là cái nguyên nhân mà chúng ta tìm theo điểm vàng này, là chúng ta tìm sẽ thấy cái tổ ong một cách nhanh nhất. Thứ hai nữa là nó tùy vào khu vực và tùy vào cái thời tiết và cái mùa này ở phía Bắc ấy, thì cái ong mật nó dồn từ những cái khu đồi đá, nó về những cái đồi rừng tràm và những cái khu vực như này. Đấy, nên là cứ đến mùa là chúng ta vào những khu vực như này mà có đá, có lấy như thế này thì rất dễ tìm. Và nếu mà khi mà các bác đã trải nghiệm đắp hang được rồi, hoàn toàn là mình biết là cái hang của mình năm nào mình cũng đắp ấy, cái đấy chỉ đơn giản hơn. Đấy, còn đi tìm ong mà để lấy mật nó khác so với đi tìm ong về nuôi các bác nhá. Tìm ong về nuôi thì chúng ta đi tìm một cái mùa mà ong đói, thì lúc đấy các bác dở một cái nửa chai la vi mật ra, các bác giải thảm ở xung quanh khu vực có ong, bao nhiêu tổ nó sẽ về hết. Còn với những cái đàn ong như kiểu mà mình đang đi tìm đấy, là những cái đàn ong khu vực này nó có mật sẵn rồi, nó sẽ ít khi về lắm mọi người. Không chú ạ, ở chỗ dưới này nó đậm bài tiết hơn, thì nó chỉ ở bên dưới đấy thôi, dưới mình này thôi, bên trên lại không có ấy đâu, trên không có bài tiết, khả năng ở cái mém đá này thôi, mấy khu vực này thôi. Chúng biết nó ở đây rồi, nhưng mà do là cái địa hình này các bác này, không phải ống nhòm nó cũng xử lý được đâu, bởi vì cái địa hình tràm này ở bên dưới nó quang, bên trên nó rậm nên là ong nó bách tạp ra, nên bắt buộc là chú chó mình phải gói vẹo gõ ra đây, phải vào xem kiểu này. Còn nếu mà đã nhòm thấy nó lấy hoa về, nó cắm vào đâu thì nó lại rất dễ. Mà mùa này thì chúng ta cũng phải đi định hình là cái thời tiết nữa các bác nhé. Thời tiết nó ấm thì ong nó mới bay nhiều, còn khi mà thời tiết này mà... Vâng, giờ thời điểm này tầm 10 giờ là ong đang bay nhiều. Còn khi mà các bác tìm vào là cái lúc mà sáng sớm ấy, thì các bác không thấy được cái tổ ong đâu. Chỗ này thấy bay này, chưa biết là ong ở đâu. Ở thời điểm bây giờ thì các bác tìm dễ rồi, đi đâu cũng có hội nhóm, đi đâu cũng có anh em tìm, mình dạy nhau rất là dễ luôn, truyền cái kinh nghiệm rất là dễ luôn, nên là nhiều bác là thành ra là tìm là những cái con ong bảo vệ thì nó khác nhé các bác nhé. Còn tìm ong mật ấy, ở đấy thì kinh nghiệm tìm ong mật ấy thì chúng ta còn phải đúc kết nhiều thêm một chút nữa là được. Ấy xa đấy, tổ này đông này các bác này, mộc luôn nhá các bác nhá, đây này, ong mộc luôn đấy, ủi già đốt luôn chú ạ. Thì cháu mình tính là tìm kiểu này cũng thấy có điểm vàng, tìm là cũng thấy luôn đấy các bác. Nhưng mà nó là cái địa hình này nó cũng dễ. Thế là chú cháu mình cũng rồi. Đây, dưới cái vách cái hòn đá, dưới hòn đá lại được cái hang đẹp nữa nhé.
từ cái video trước đến bây giờ là chú chó mình đánh hàng 7-8 tổ rồi. Đánh rất là nhiều tổ rồi. Mình đi xuống đây ngó ở dưới này một chút nữa. Khi mà cái hồi xưa mà cái tầm thời điểm của mình bắt ấy, các bác đi tìm thì lúc đấy là các bác không nói đến cầm cái ống nhỏ mà người ta không biết cái giá trị gì cả. Nhưng họ cười thôi. Nhưng mà ở thời điểm này các bác đi tìm là các bác đeo trên vai cái chiếc ống nhòm là hầu như ai cũng biết là các bác đi tìm ong rồi, có thành quả rồi. Chú ơi đây tổ nữa chú ơi. Hả? Tổ nữa này. Đây. Rất dễ dàng. May gặp thời các bạn. Đấy, bởi vì nãy mình có ngó xuống cũng thấy bay bay rồi. Đấy. Các bác thấy không? Rất nhanh nhá. Khi bạn đã thấy thì dễ lắm. Ong ở cái vực này thường rồi. Thật sự các bạn hay thường vào theo cái kiểu này. 2-3 tổ một chỗ. Thời điểm trước là mình đi cầm con cờ lát dai cách đây hàng chục năm rồi. Nói chung là đúng là người ta họ vẫn chưa biết đấy các bác. Nhiều lúc là cùng thợ ong với nhau mà còn khó. Mình cười nhau luôn đấy. Giá trị thì bây giờ được quá biết rồi. Nên mọi người cần phải để ý luôn cả những cái tiếng động bay nhé các bác nhé, để ý tiếng bay thì nó mới rõ ràng được, vừa cả tiếng bay vừa cả chuyển động của ong nữa. Thứ nhất là chúng ta cần phải biết, cái đầu tiên là phải có điểm vàng, các bác có tìm mới thấy được. Điểm vàng càng nhiều thì ong nó càng dồn nhiều, càng tụ. Còn khi mà các bác đã xác định được cái khu vực phương hướng tại sao là không có, mình biết là đi lên trên mình cu qua trên nó không có, bởi vì trên đấy cái điểm vàng nó nhạt, nó ít hơn. Còn cái điểm vàng ở bên dưới này này, dưới khe này nó đậm đà hơn. Chúng ta vào nhá các bác nhá. Đấy, chú mình đang chuẩn bị đồ đạc này. Hôm nay không biết là thế nào nhá. Hôm nào cũng cho chú Tiến chêm trước, mở lối trước, vào tổ trước. Một cái tổ này hăng đấy chú ạ. Nãy nó định đốt cháu mấy lần. Nói chung là cái dòng ong mật này thì nó đốt theo cái mùi cơ thể đó các bác. Do cái mùi mồ hôi của mình. Nó theo mùi. Thì có khi vả cái chỗ kia xuống rồi chứ. Vả cái cục kia xuống à? Cái cục sát đá kìa. Không không, cái này phải búa mới được. Đấy cháu đang định vào chỗ đấy đấy. Thôi xong. Toang rồi. Toang rồi, ăn rồi. Mở ra thế này thì sang năm ấy, kể cả có quay lại các bác nhé. Kể cả không có thời gian quay lại, để lại cái hang thì ong nó vẫn ở thôi. Thì thứ nhất là cái khu vực này, cái khu vực mà ong ở này là đồi nó có nhiều nguồn hoa ở tất cả các mùa. Hướng dễ cây. Thế thì cháu để ý từ mấy ngày hôm trước, ở dân ở đây họ không quan tâm những người đi tìm ong đâu nhỉ? Không. Họ chỉ quan tâm đến là những cái đồi keo này các bác này. Đấy, mỗi người một nghề, mỗi người một thể loại. May mà không phải là đá xanh là may lắm rồi. Ngay kia đấy. Phải đục ra các bạn. Không xuống thôi chú ơi. Nó còn bị đệm ở kia thì chắc là không xuống được. Cũng quen quen đấy. Cái khu này nó cũng ít ong trời hay sao nhỉ? Ong mật nó mới ở nhiều chứ. Ong trời và ong đất nữa. Cái ổ này thì theo như mình nghĩ là cũng khá là đông ấy. Tuy nhiên thì nhìn thấy hơi khô các bạn. Hai chú cháu đang đoán là chắc là ít mật thôi. Mười tổ, tám tổ có lỗ muối rồi.
khô rông. À, khô rông các bạn. Đó mà cách nhau có một quả đùi thôi mà chú nhỉ. Ừ, cách nhau đúng một chỗ mà. Hôm nọ cái chỗ bên kia nhiều thế mà bên này không có nhỉ. Các bác cùng đón xem cái miếng tiếp theo nào. Ô, à cũng bắt đầu đến rồi chú ạ. Mới bắt đầu. Già quá. Theo cháu là già quá. Già này thì chỉ có sửa tổ thôi ạ. Nhằn đấy, tổ này cũng hệ khó nhằn. Nhưng mà cái đá sáp này thì cháu mình xử lý được. Thay nhau đào thôi các bạn. Ngoài thì để cháu đào. Các bác đi tìm thì còn phải lưu ý cả cái địa hình nữa. Nếu mà đi một mình hay là muốn tìm rễ hay tìm muốn mở hang có tương lai nó rộng mở thì chúng ta nên tìm những cái đồi sáp này hơn thì nó cũng hơn. Còn nếu mà bác nào ở nhà ở đồi đá thì bắt buộc thì phải tìm đồi kia. Có thấy mật đấy chú ạ. Cháu nhìn thấy ống ánh không? Phải mật mà không? Mật có ít nữa. Mật ít thôi nhỉ. Đấy, các bác nhìn kìa. Tận trong kìa. Đấy. Luôn cái lộ này. Bắt đầu có mật nhé các bác nhé. Bắt đầu có một chút xíu thôi. Đấy, những cái tổ này đấy chú cứ để cả. Những cái tổ này thì thường các bác là biết là nó ở cái thời điểm là rất là lâu năm rồi. Lâu dài. Ít nhất là tầm 2 tháng trời, hơn 2 tháng trời đấy. Cái nguồn mật này là nguồn mật ong ăn rồi đắp lại. Và thời điểm này thì các bác cứ thấy là những cái chấm chấm lim dim bé bé này là những cái mà con ong nó vừa cắn xong đấy. Cái mảnh này thì đẹp hơn chút này. Ở những mảnh này thì cái mật này, mật là nó vẫn là vàng óng nhé mọi người nhé. Mật này thì 1 kg nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1,4 1 lít 1,4 kg. Sồm sộp là không có nhé. Ừ. Sồm sộp là không có. Cái miếng này đẹp này. Cái bồm của mùa hè nó làm rất dày. Ở trong mùa này thì quan trọng là bắt để sửa hang các bạn. Sửa hang để tháng 5 lấy thôi. Một tháng 5 lấy là mới được nhiều. Những cái tổ này, những cái vùng như này một tháng 5 mà chúng ta lấy là được nhiều lắm. Cả những cái nhộng ở đây các bác thấy này, nhộng này nó cũng nở rất là khá là đẹp đấy. Ong không có dấu hiệu là sẽ di chuyển đến khu vực cái vùng này đâu, sẽ ở quanh năm. Nói chung là vùng đất này đẹp, nhiều mật. Nay mà đầy ắp nhỉ. Xuống bắt cái tổ ngay dưới này xong rồi lại tiếp tục đi tìm. Biết tờ chủ cái giấy này có đặt quả này đúng không, siêu kín luôn, kín mít luôn nha các bác nhá. Kín như này thì chắc chắn rồi. Thì cả cái ổ này nó có đi chăng nữa các bác nhé. Nó đi chăng nữa thì ổ khác nó cũng sẽ về. Đấy. Mà cái khu vực này thì
nó dày ong như này thì 100% là có cơ hội các bác, 100% sẽ về. Ở đây chúng ta chỉ cần nhìn vào cái miệng tổ là biết, cái khung tổ đấy. Nào, chúng ta lại đến với cái tổ tiếp theo này. Sau đó mình phải đi tìm tiếp mọi người nhé. Tổ tiếp theo này thì chúng ta thấy là nó cũng lại vào một cái thuộc dạng kiểu viên đá. Cũng là viên đá, cũng là kéo xuống nhé. Nhậu này thì nó bay, mình cảm giác thấy nó bay ít hơn cái tổ kia một chút. Để xem nào. Tổ này xuống thẳng đấy. Này, cái hàng nó đây. Các bác thấy cái hàng thò ra ngay đây. Tổ này chắc cậy cái là lên. Tổ ngay kia đó chú. Tổ đây già cũ. Ôi trời ơi. Tổ ông nội rồi. Già quá đấy các bạn. Thò cả cái lớp tổ ra. Chưa gặp tổ nào non, từ hôm nọ đánh đến hôm nay là 9 tổ rồi thì mới gặp mỗi một tổ non thôi. Cái này tốt cho chú Tiến lấy quân nhỉ. Lấy được nhưng mà xa quá các bác nhé. Thứ nhất là xa quá. Với thứ hai là viên đá như này nó cũng nói chung ở đây thì với địa hình không có ai bắt này thì chỉ có đắp lại để thôi là đẹp nhất. Còn sang năm là chúng cháu là cứ lấy hẳn xô về đựng luôn, mang xô đi theo được luôn. Cái bầu nó từ xưa nó lên đấy nhờ, bầu này bầu của mùa hè lên rồi. Có đấy, khả năng tổ này có mật ấy. Theo cháu thấy đông đông ạ. Quân biển nó kéo. Ong đây thuộc thể loại hiền nhé, cái hai tổ này ấy. Ồ, cái tầng kiểu lên thẳng cái này chắc chắn là có mật luôn. Những kiểu dòng lên thẳng này, nói chung do địa hình cả cành cây nữa nhìn là khả năng cao là có nhiều. Khả năng không nên mang viên kia ra chú ạ, đào vào đây thôi, khả năng đào bên này thôi, viên kia khả năng không nên mang ra. Ngoạc hết rồi. Cả bên này thì cái cán được thêm một cái giảm sóc sẽ win các bác nhá. Giảm sóc sẽ win. Còn phía bên dưới là cái xà beng cổ. Cái này chắc cũng cổ đấy chú nhỉ. Cái xà beng này. Beng này không cổ lắm. Không cổ à? Đời sau này à? Ừ. Có cái xà beng hồi xưa mà thời như của cháu kia là từ tận cái thời đi làm đường ấy đấy. Của các cụ đấy. Cái này trước chú mua một cái 1 mét mấy, xong là chú cắt cái để làm tròn. Làm cái tròn để đục đá xanh à? Vâng, xong là vì sao không đục. Thế mày làm. Cái này nó cũng được nhưng mà đá xanh thì cũng chịu thôi. Nó khăng thì cũng chỉ gõ keng keng qua thôi. Phải có cái đục kia thì mới được. Đây, ngay đấy kìa. Sau khi vát xong này thì chỉ cần đeo găng tay vào là lấy thôi các bạn. Dễ hơn. Phần hoa trắng đấy là cái cây hoa ấy đấy. Chỉ mu. Với cỏ nhật. Cỏ nhật mùa này cũng lấy nhiều đấy nhỉ? Ừ, cỏ nhật cũng lấy mà. Nhưng mà nếu mà đã lấy cỏ nhật nhiều thì kiểu gì cũng mật nó cũng ít. Nhưng mà cái đến mùa lấy cỏ nhật ấy.
Nhìn cái động ở cả kia đấy. Trong 30, gần 30 phút mà không tách được con đá này ra đấy các bạn. Mà lúc bây giờ hở ra phát là nhìn thấy là cái ủ nó về ngay đấy luôn. Đấy, chỗ mà chú cậy khả năng thật là tổ này mình sập tổ là cao. Phát này quân, các bác thấy quân nó dồn về cái góc tường này. Tách còn kia bắt buộc phải tách còn kia. Tách còn kia ra thì sẽ lấy dễ hơn. Đây một cái quân bị ép này nó đất bên này. Đất bên kia chú. Sang tận bên đấy. Thế đào thẳng xuống nóc rồi còn gì nữa. Ổ này đào thẳng xuống nóc tổ luôn. Đã thấy quân mập không? Quân đàn này phải nói là khu vực này tổ nào từ mấy hôm trước đến giờ tổ nào tổ ra tổ đấy luôn. Thế mà mang, nếu mà mang về cái khu nhà mình mà không có nguồn hoa nhiều thì cũng chỉ mấy bữa thôi là lại gầy sọp xuống đó mà. Nói chung là cái khu vực nào nên nuôi, các bác nên nuôi thì cũng phải xem cái địa hình địa chỉ trước thì mới nên nuôi. Nuôi số lượng bao nhiêu. Còn nếu mà nuôi mà cái khu mà nó không có mật thì các bác nuôi vào thì nó cũng hỏng ong đi thôi. Đây, bây giờ xin mời các bác xem này, chuẩn bị xem này. Cải cái con này ra này. Hòn này cứ sáp đến tận từng tận đây cơ mà. Thế bây giờ chỉ cần hòn đen kia nữa được rồi. Hòn bé bên này cơ chú. Hòn đây có da. Đấy, xem con chúa nha, xem các bác xem con chúa nha. Đấy, bới vào mật đây chú ơi, thấy có mật đây nhỉ? Ôi, nhưng mà bẩn lắm. Khả năng hỏng hết rồi, để xem lại các bác nhá. Mà nếu mà miếng nào bịt thì nó sẽ không sao, nhưng mà miếng nào không bịt thì khó đấy. Cái đấy là chú thoải mái chú cầm mật được, nó cũng không đốt được đến chú. Vừa ra được một miếng đầu quá, giả ngoắc ngơ luôn. Tính ra nếu mà non thì còn có nhỉ. Già quá. Được rồi, chú cứ để đây thì cháu xử lý. Đây các bác ơi, những cái đoạn này từ đoạn này đi là bỏ luôn này, còn những cái đoạn bên này này. Đấy, những cái đoạn mà nó đã vít vào, vít căng vào ấy thì nó sẽ không dính cái gì đâu. Nhưng đây là chỉ là cái tổ mà để chúng ta sửa hang thôi chứ. Rồi các bác nhìn này là các bác biết rồi. Nó cả tảng luôn. Ong đây nó có tập tính là muôn đời sao ấy. Con thế hệ những cái ổ nó làm lâu rồi. Hết này. Mình khai thác ong mật cho chị Phúc. Nó bắt ở đây. Ong đá. Trên kia một tổ này. Hình được cái miếng đá đấy các bạn. Miếng này chắc phải gần 50 cân ấy. Xếp vào đấy. Đang ốp vào nha các bạn nha. Nói chung quả hang này đóng là hơi căng một chút. Ừ.
không sập đâu nhỉ. Không sập. Rồi, xong tiết mục này thì chú cháu mình đi ngang ra đây, xuống đây xem cái chỗ dưới này xem nào. Về cái điểm vàng dưới này rất là nhiều. Mà đá như này đẹp nữa. Cứ đi thôi. Đang tìm thêm cái mé sang cái mé đối diện các bạn. Về đến gần xe rồi. Còn một số bác hỏi mình nữa là ong nó bay nhiều lúc nào. Thì cái đấy rất là đơn giản. Bác cứ xem ong ở khu vực bác thì cần để ý 1-2 ngày. Cháu đây! Ở đâu chú? Cháu lại sang tận bên này luôn. Lại một tổ nữa bên kia rồi. Rất nhiều nha các bác nhá, nhiều lắm. Khu nào mà tập trung nhiều điểm vàng thì cực kỳ là nhiều ong. Thì các bác cứ để ý những cái bông hoa. Và nhà các bác đi đường, đi rừng qua đâu thấy nó lấy hoa, lúc nào nó lấy đông. Đấy là cái thời điểm mà ong bay nhiều nhất. Đấy, nói chung là theo cái cữ giờ thì nó cứ từ từ khoảng là mùa hè thì sáng sớm. Và mùa đông này thì vào giữa trưa nhé mọi người nhé. Mình phải tính được cái thời điểm ấy thì chúng ta mới dễ dàng tìm kiếm được. Còn cái hướng, còn những cái hướng mà kiểu như chúng ta xem hướng mà liệu cái ong nó hay ở hướng nào ấy. Cái đấy thì ong khoái nhiều thôi, chứ còn ong mật nó ở cũng ở tám nham lắm. Miễn là có thế đẹp thôi, thùng đẹp thôi. Bởi vì đơn giản như là cái thằng ong khoái ấy, các bác không thể ép nó vào cái nuôi được, không nuôi được. Đấy. Còn dòng ong mật thì các bác có thể ép được. Cho nên là cái giá trị của con ong mật nó bị giảm rất là nhiều là như thế. Theo đường là cái tổ tiếp theo này. À cũng quên chia sẻ với các bác là tại sao những cái người mà hay đi bẫy ong ấy, bằng đỏ ấy, thì thường họ thường thường để những cái tổ ong ở những cái cây cao và những cái ngôi lán. Thì nó có lý do là những cái con ong nó rất là thích soi những cái cây to. Những cái cây to và những cái nơi dâm. Cái soi đỏ này nó chỉ nhiều nhất vào tháng 10 các bác nhé. Tháng 10, tháng 11. Rồi những ngày trời nắng ở những cuối năm này. Những cái tổ mà ví dụ như mình đánh xong này, mình đánh xong đây mình lấy hết ấy, thì ngày mai ngày kia thời tiết nắng là ong đi soi đỏ tìm tổ ngay, làm tổ mới ngay. Đấy. Còn tổ này của chúng ta thì nó vào đúng, thật sự có vào dưới gốc cây tràm luôn. Cây tràm to luôn. Ui dồi ôi, một té. Có nhà nào chú? Cái tổ này thì đảm bảo nếu mà bắt xong đợt này, kể cả có bắt hết thì trong 1-2 tháng ong lại về. Vì cái thế tổ này thì các bác biết rồi, nó vào cái gốc cây như này. Nó sẽ soi từ trên ngọn kia xuống nó vào đây này. Ây chà, sườn đấy chú ơi. Sườn gió lắm đấy tổ này. May mà còn đá sáp. Đá sáp nhưng mà cái lượng đá này, đá thịt nó gằng răng với nhau lắm rồi. Rất khó là cậy ra. Nó cũng đỡ hơn đá xanh rất là nhiều. Vào tổ phải không chú? Nãy đục ở đây đến đây, các bác đến đây đến đoạn này là không vào được nữa. Này có đá xanh này. Đấy, có đá xanh này, đấy nó xanh lẫn với sáp. Nó không thể vào được nữa. Nên các bác nhìn này, ong nó vào góc này, vào góc dưới này. Thế chúng cháu mình lại phải đục góc trên, góc trên là gặp rồi. Gặp tổ ngay kia. Chưa lấy được các bác nhé. Đang cào hết đất thì đã. Khả năng vào được tay được không chứ?
kiểu này thì chắc chắn là họ làm cây làm cỏ ở đây là họ cũng thấy rồi, nhưng họ không dám bắt thôi mọi người. Nhưng mà cái đường khai thác này chắc chắn là họ cũng thấy rồi. Cây tràm này phải hai người ôm đấy. Chút nữa là lấy được rồi. Đá này đéo biết đi kiểu gì ấy. Chặt hòn đá này. May quá, không trôi. Đến rồi các bạn. Đang lấy cái găng tay kia về để lót vào đấy để cho nó đỡ bị đất đá nó trôi xuống. Mất rất là nhiều thời gian có cái thành phẩm này các bạn nhé. Nhưng mà còn chưa đến nữa. Chưa biết là nhiều hay ít. May trên này nó lại không pha đá xanh chứ. Đoạn dưới nó pha đá xanh, cái đoạn này là không khớp vào được các bạn. Đoạn trên này thì có khả năng lấy được. Thằng này mà định không mang xà beng cả. Không mang xà beng thì đúng hôm nay. Hôm nọ. Đúng hôm nay là mệt nghỉ luôn. Không có diện lấy được ấy. Không mang xà beng không lấy được luôn. Đảm bảo cái tổ này thì cho mình không mang xà beng không đào được. Đấy, chỗ kia lại keng keng rồi kìa. Vào đá xanh các bác. Được. Đấy. Ghê không? Vừa nói xong. Đây cái cây đây các bác, cây này tốt, đánh ong lắm này. Ong trời, ong cắt lá này, ong khoái này. Và cây này quá đẹp đi. Ôi, nó té cái này. Không mang kính đi theo, khá là ấy chứ ạ. May mà nó vẫn nứt. Mãi nó mới vỡ ra được một cái mảng. Một chút thôi mọi người. Đập không biết bao lâu. Cái này là ý của chú là muốn đào phải rộng ra luôn các bạn nhé. Rộng ra thì để năm sau luôn ấy. Đào một lần thôi. Chứ nếu mà lấy thì xác định là lấy được rồi. May mà họ không cưa cái cây này đi đấy. Chỗ kia cũng đến này chú. Vừa đến, cũng chật lắm kìa. Sạp rất trồng kìa. Đang cho một vật vào trong bình này các bạn. Đây này. Các bạn nhìn thấy cái tầng mật nó tận trong. Rất khó lấy mọi người nhé. Nói chung là vẫn lấy được thôi. Khó lấy hơn dự tính của anh em ở từ trong mình. Nó bảo đây là nó quá là nghiêng. Không theo một cái hướng nhất định nào vào cái tổ này. Chủ yếu là sửa hang thôi chứ còn mật thì chắc khả năng các bạn ạ. Nhưng mà không. Kết thúc rồi các bác, đập rồi, không được bao nhiêu. Quánh 3 tổ mới ra được khoảng tầm độ 2 cân rưỡi, 3 cân này. Phải tiếp tục hành trình cái con đường này các bạn.
Đây các bác xem cái bình mật này. Cái bình 10 lít mà được có đâu có 2-3 cân thôi. Mật thì vẫn là hơi hơi già một chút. Để lại những cái hàng như này nhá các bác nhá. Sang năm mà chúng ta sẽ đi một lần thôi. Hai chú cháu đi một lần thôi, mang cả xô đi luôn. Nói chung nhìn ở đây, nhìn mà đắp lại những cái tổ ong như thế này, chúng ta nhìn thấy tương lai luôn. Và bây giờ thì lại tiếp tục nhé mọi người nhé, hành trình tìm kiếm tiếp nhé. Nói chung là mình sẽ chia sẻ cho các bác tất cả gần như là những cái bí quyết mà mình có bao nhiêu năm nay mình biết được. Đấy là chia sẻ thôi. Và một số anh em nào mà có cái kinh nghiệm, nó dày dặn kinh nghiệm hơn thì cũng có thể chia sẻ cho anh em ở trên này. Và mọi người yêu quý mình thì like và chia sẻ cho mình nhé mọi người nhé. Nói chung là mình sẽ chia sẻ dần nữa các bác, chứ không cần phải đi học ở đâu đâu mọi người. Học là chúng ta phải học những cái cách mà làm sao mà bán được nhiều mật ấy. Chứ còn học tìm ong thì đơn giản thôi. Có chiếc ống nhòm tốt, biết cách là tìm được. Thân chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Sáu miếng vào luôn. Mật không thể chảy ra được mọi người có thể nhìn thấy là mật không thể chảy nào, không này, thể chảy ra được. Càng đào được sâu thì cái tầng mật nó càng dài. Xem cái tổ đồng lắm này coi, bày rào rào luôn, sâu rồi chú, đã có búa không sợ, nếu mà vào đá này thì không sợ, vừa mới tìm thấy thôi các bạn, ui nó bâu rồi kìa, tổ cực kỳ đông nhá các bác nhá, chú chó mình đang nghiên cứu, ui nó trào ra kìa, đang phát quang rồi đã. Thế là nó không đốt tiểu nhở. Đông thật đấy chỗ này ấy. Hay nó đang đi vệ sinh nữa nhỉ? Hay là bỏ đi chú? Không phải. Bỏ đi thì nó sẽ không quay lại như này. Đông cực kỳ luôn. Ngay đây á, phải có khói mới được chú. Mời các bác cùng thưởng thức cái ổ này nhá. Nãy là mình nhòm này các bác này. Thấy nó bay, thấy nó vệ sinh, nó bài tiết ở dưới thì mới tìm lên. Thì đi cái bác biết là cái khoảng thời gian này là đúng 1 giờ đấy. Mùa này thì ở phía bắc này thì thời tiết là lạnh, đúng 1 giờ các bác, 12:30 một giờ các bác đi là hợp lý. Chọn thời gian đi thời điểm đấy đến rừng là vừa tầm. Là cái thời điểm này là ong nó đi bài tiết nhiều. Tổ nào cũng sẽ đi bài tiết thời điểm này. Vì cái thời điểm này là thời điểm ấm nhất. Cho tổng này nó vào hết thì mới nhòm được những tổ xung quanh. Đông thật, cái lượng quân nó về cũng đông thật. Đây là đi bài tiết rồi. Ôi, trôi từ vách dưới lên nào. Đây này. Ồ, ngay đấy luôn đấy chú. Thế thì bóc ra từng miếng một thôi nhỉ. Dễ. Dễ lấy, dễ đắp. Chỗ này lại qua ngay xe chú Tiến nữa chứ. Mà đúng nữa nhá. Chơi rồi. Mình thấy mùi cháu sợ. Kìa chú ơi, cho lên trên ấy. Chú tắt đi cho lên trên. Xong kìa. Ấy, không sao. Ấy à. Cái đầu của cháu. Toàn chơi vào xi nhan thôi. Ông này mà, ông này mới phải ông bắt cơ mà. Để chú để cháu cầm. Tổ tầng trên như nhỉ. Ui,
mời các bác xem này, quật thẻ ra này, chắc là vẫn phải để nguyên đi. Vẫn để nguyên cái tầng đá đấy nhá các bác nhá, vẫn để nguyên cái chỗ đấy. Nhưng đá to là vẫn phải để rồi, nhưng mà có thấy mật luôn chú ạ, nhiều mật luôn đấy tụi này. Tụi này nhiều mật luôn đấy. Nhà nó phải thế chứ. À, chào vị rồi. Đấy, to chưa. Hùi khói vào là được rồi, là đẹp rồi. Tổ bài đông của khác. Thảo nào bài tiết dưới này vang hết. Lên không chú? Lên rồi thôi. Ôi xùi. Thế này có mà thao hồ đắp thùng to chú ạ. Có tư đắp thùng to quá nhá. Chú ấy đừng ấy đá nữa. Cháu đang chân cháu đang dưới này. Ui, lại ra được cái tảng nữa. Ui, ui dìu ơi. Thế này thì hỏi sao. Ngủ mất cơ chứ các bác. Chưa, cái tầng kìa. Dạ oác hết rồi. Ui, xong. Xong. Ra được viên đá này nữa thì thực sự các bác là sang năm là mỹ mãn luôn. Ra được không chú? Đang xem. Đây, một tiếng đang sử dụng găng tay để kéo đất ra các bạn. Khi mà kéo cái đất này ra nha các bạn nha, thì cái thùng chúng ta các bác thấy nó tươi thành cái thùng mà sang năm nó còn bỏ tung ấy. Mình đang tính là lấy sang năm thôi, chứ còn năm nay thì tí nó khai thác các bác mới biết rồi. Mà sang năm mà khai thác cái thùng này thì càng đào được sâu thì cái tầng mật nó càng dài. Và những cái thùng ong ở những cái nơi này thì đúng là thật sự các bạn là không ai cả, không ai bắt cả. Dòng mật cực kỳ đẹp luôn các bạn. Không đẹp thật sự luôn. Đây mới là miếng thứ hai mọi người nhá. Lúc này thì chú Tiến đang chuẩn bị khai thác cái miếng thứ ba ra lò này. Miếng thứ ba nhá. Lớn không chú? Toàn mật này. Toàn mật thôi. Toàn mật luôn. Có một chút phấn hoa các bạn. Đây là cái mật này nó già. Mật già là bởi vì là cái mùa này. Nó bởi do mùa vậy là không ai khai thác bao giờ thôi mọi người. Này, mật này. Ui, lại tảng nữa. Mật đá già ngoắc luôn này. À, chị cho mình cứ xếp ở đây các bác nhé. Xếp ở đây đã. Xem này, chúng ta sẽ thử đưa ra xem. Ông này lấy dao nhọc của này đây. Dài. Ừ. Nhọn nha. Bỏ công nhỉ chú nhỉ? Phải nói mấy tổ kiểu này mới bỏ công tìm này. Làm chú cháu mình sáng nay đánh 2 tổ mới được có bằng này là thấy buồn rồi. Thế là lại đến tổ này. Sự các bác là đi tìm được những cái tổ này thì đúng rồi. À, được quay cho các bác xem nữa, nó thật sự là không uổng luôn. Thằng nào thấy nó bay rất đông này. Ui, mật cứ thế này, mật cứng luôn. 1, 2, 3, 4, 5 lấy phấn hoa này các bác, phấn hoa này. Đấy, các bác nhìn phấn hoa của nó nhá, phấn hoa nó già quá, nó ép vào đây này. Đấy, đây là cái phấn hoa này. Đấy, phấn hoa đấy. Cho cái này vào bình. Vâng, 6 miếng. Cho vào luôn. Mật không thể chảy ra được mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy này, mật không thể chảy nào, không thể chảy ra được luôn. Vì dòng mật cái mùa này dòng mật nó đặc quá. Nó quánh quá. Đây chú ấy còn phải gân cả cổ, đói cả cổ như là trọi để mà chọc cái tầng nhộng ra đấy. Nhộng lẫn mật. Đấy. Nói chung là chú cháu mình đã hết sức may mắn gặp cái tổ này. Nói thật là cái lượng bài tiết từ đây nó rải xuống dưới khe này nó nhiều lắm. Nó đông lắm.
vàng hết cả lá chuối phía bên dưới. Còn nhiều tầng không chú? Còn. Chú cứ đặt lên luôn trên này đi. Mật đen ngoánh nhờ chú nhờ. Cái vỏ đen thôi các bạn, nhưng mà mật thì vàng nhá. Chúng ta sẽ cùng đi khám phá nhé các bạn nhé. Khám phá cái tầng mật này nhé. Mình đeo găng tay rồi, xong rồi mình sẽ bóc luôn vào trong bình này các bạn. Đây các bác này, nhìn thấy cái tầng mật mà mình bẻ này không chảy được này, không thể chảy được mật luôn. Đấy, mật này nó vẫn này các bác này, nhìn nó vàng này, nó vàng kiểu bóng vàng bóng nâu rồi gì. Sắp chưa chú? Hết rồi là cái tổ này là cũng là cái tổ được nhiều mật đấy nhá. Hôm nay phải có 3 ký là chắc chắn. 3 ký hơn 3 ký. Quả này chú cháu mình sửa nốt cái hang này nữa là. Công nhận là cái phía bên này cái mật nó nhiều. Hết là chú. Cho vào bên à đây. Ui, quả cuốn quanh, các bác thấy quả cuốn này. Ôi. Đẳng cấp. Các bác xem cái lượng mật nó rõ ra nhé. Nó rất là hạn hẹp thôi. Đấy, nó rõ ra theo cái trên bên trên này. Đấy. Ôi. Vẫn còn là chú. Còn đây cháu cho vào, cháu cho vào bình đây. Thế ổ này phải được 3-4 ký đấy. Cái tay của mình. Trời các bạn ơi. Thế là lại đầy cho mình 10 lít này. Liệu còn không chú? Miếng này mình nhộng rồi. Nhộng rồi. Lên tận đấy à? Kéo lên trên. Kéo móc tay lên được chú? Kéo móc được tới. Bầu ở bên phía bên trên, mặt trên. À đóng à chú? Cục bầu nó lên tận kia. Đào không khác gì đào dưới. Phải công nhận là cái tổ này nó làm xa mật liên xa nhỉ. Theo chú là cái hang đấy. Cái hang của mình kia, nếu mà để được cái hang này mà đào được lâu được chục cân không? Đào một tí là rộng thôi chú ạ. Chứ thế này cháu thấy cũng là hơi hẹp đấy. Mùa tháng 5 quay lại thì đúng là không biết phải nói như nào vậy. Để lúc mọi người nhận mặt thì thấy có những cái vụn kiểu này mọi người yên tâm nhé. Đây là cái sắp ra thôi. Ui, đục thẳng lên kia. Cháu cũng tò mò xem là nó như thế nào mà nó lại chạy thẳng lên kia được. Xấu ở bên này à, nó ăn vào chéo đấy à. Ồ.
cho hết cái này vào bình nhé. Đây được rồi. Cháu đang cắt đây. Con ra nhọn đâu rồi. Chủ đấy à? Ừ. Đây các bạn này, cái này phần viền này phải bóc đi này. Bóc đi rồi nha. Chúng ta vừa ra được cái đợt bầu, cái bầu củ của nó các bạn này. Đấy, cái bầu củ của nó trước này. Đợt này cái bầu này thì gần như là hỏng rồi các bác. Nó không còn có mật rồi. Đấy, bầu này thì gần như là không có nhiều rồi. Chỉ có đợt cái cuống dưới. À, hết rồi không chú? Hết rồi. Cái cuống bầu thì lại không có nhờ. Cuống bầu không có các bác nhá. Hết chứ không may là cái cuống bầu này chúng ta đã bỏ lỡ cái giai đoạn tháng 4, tháng 5 này. Đấy, mình thấy nặng thì là cái hòn đá này. Bây giờ mới là cái phần cải tạo lại cái hang này. Cái phần cải tạo này rất là quan trọng các bạn. Phần cải tạo này nó sẽ ảnh hưởng đến sau này, ảnh hưởng đến cả cái cuộc cả cái hang này luôn, trong khắp cái thời gian mà khai thác. Chú ạ, để hở cái góc kia kìa, góc ông đang bầu kia thì để sau này nó làm bầu lên đấy luôn ấy. Đấy á. Ừ, phải đục vào cái đấy, phải ốp ở ngoài thôi. Làm cho cái kẽ đấy là chúng ta là có ngay. Phần sửa hàng rất quan trọng nha mọi người nhé. Đá còn rất nhiều. Ui, thảo nào ong đực nó bay rào rào như thế. Đây bình chưa? Đây rồi. Hai ngày đánh được chục cân nhé các anh nhé. Cái mùa này đánh được chục cân nó là đã may mắn lắm rồi. Cái này là mật vẫn còn này. Cái phấn hoa cắt còn không muốn ra. Phấn hoa nó vàng 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 đấy mọi người. Phấn hoa này ngâm mới là phấn hoa đẳng cấp này. Rồi, mật nó chảy. Cố nhồi thêm chút nữa là tao làm cho chứ. Làm cho còn rộng hơn nhưng mà vẫn chưa rộng mấy ở cái đuôi ấy chú ạ. Đó. Ở cái độ sâu ấy chưa có độ sâu đá mà. Không đào được rồi. À. Trong có đá. Lần sau mình đào cái độ sâu xuống một đoạn nữa, nếu mà năm sau ấy. Chập lấy một tổ này thôi. Cái này nó bay đi nhòm thì cũng chỉ thấy bay thế thôi. Nó lại không rộng, cái chỗ nó vệ sinh lại không rộng bằng chỗ hôm qua.
Úi do dao của mình sắc thế nhỉ. Quên lúc nãy không bảo chủ ăn mì tôm đấy. Mì tôm ở trên xe. Chú không mang đồ đi đâu phải không? Không. Nhé, chú ăn xe ăn mì tôm. Xong rồi để cháu đi qua bên kia, nếu không có lại thì cũng vui vui thôi. Mỗi ngày chỉ tìm trong khoảng mấy tiếng thôi. 2 tiếng. Cái phấn này mà mang về được thì đẹp lắm này. Hiệp 1 đây các bác ơi. Ui này. Cúng chưa? Cúng lên xì luôn các bác nhá. Ui cái tầng kia mới là nhiều chú ạ. Thế phải vót cái que thôi. Vót cái que. Vừa mới chạm chân đến biển rừng các bác ơi. Ông rừng Đông Bắc xin chào các bác. Đây này. Chúng ta phát hiện ngay. Thời tiết hôm nay có cái nhiệt độ tăng cao từ 15 đến 25 độ C. Và cái mùa đông này đây là một trong những cái đợt mà ấm nó gọi là hiếm hoi đấy các bác. Ấm trở lại như mùa hè đấy. Và chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu rồi. Nói chung là mặc quần áo phao là cái thời điểm 90 giờ này là rất là nóng lực rồi. Đây là cái khu mà một cái xu mà nước nó chảy ra lề đường các bác. Đấy, thứ nhất là nước nó không phải từ cái khe nước ra mà nước đây nó từ cái vòi này. Đấy, cái vòi dẫn nước về ăn của người dân ở cái địa bàn này. Khu đây thì các bác thấy là không còn đường dây điện nữa rồi, còn đây là cái đường vào đồi rồi. Thì lúc nãy có đi qua đây ấy, thì mình có nhìn thấy ong mật nó xuống lấy nước ở đây. Vẫn là cái chương trình tìm ong mật thôi các bác nhá, bởi vì ong khoái ở phía bắc chúng ta hết rồi. Thì hôm nay là chúng ta lại gặp một cái tổ nó lấy nước. Thì ong mật ở mùa này thì nó thường thường là lấy nước vào buổi trưa và chiều tối muộn nhiều hơn. Đấy, ngoài ra chúng ta còn phát hiện một số ong lấy hoa bông hoa. Đây hoa. Đấy, hoa sứ chi. Hoa bộ đội. Đấy, thế thì chúng ta sẽ phát hiện nó ra, tìm nó ra bằng cái cách nào. Thì ở đây thì hôm nay chúng ta tìm được cái nguồn nước. Tìm được nguồn nước này thì nó cũng là hệ gần rồi. Gần thì nó mới lấy nước mọi người nhá. Nhưng mà khó là khó ở những cái mặt bằng như này này. Hình dung một cái mặt bằng chung kiểu này chúng ta sẽ rất là khó để nhìn. Bây giờ chúng ta phải kiểm tra xem xung quanh là điểm vàng ở tập trung ở khu nào để mà nhòm. Chứ còn nó ở cái chòm, những cái chòm bãi keo này chúng ta nhòm rất khó thấy bay luôn mọi người ạ. Cực khó luôn đấy. Ở những trường hợp này chúng ta cần giải đáp thôi, thắt nút, cởi từng cái thắt nút một thôi chứ. Bây giờ mà tự nhiên ùa vào những cái khu vực mới này mà tìm. Các bác muốn tìm kiểu gì cũng không thấy. Chúng ta phải giải từng cái đoạn 1 cộng trừ nhân chia 1 mới ra được. Đấy, ngay cả khu vực này biết nó lấy nước đây rồi nhưng mà điểm vàng đấy không có các bác. Điểm vàng không có các bác, đừng có bỏ ống nhòm làm gì cho nó mệt. Đấy, khi có điểm vàng thì chúng ta mới có cái cơ sở để tìm kiếm. Mình đi men theo cái bìa rừng này luôn. Đừng, hiếm người qua lại. Chim chóc thì hót líu lo luôn. Chim chóc này là chim chóc đi du lịch từ Trung Quốc sang các bác nhá. Du lịch từ Trung Quốc sang nhưng mà du lịch toàn sang 10 thì về 2 thôi. À đây này. Phát hiện ra một cái cây các bác. Một cái cây dòng cây gì mà họ phát ở gốc cây ra. Họ để lại. Trên này có tổ ong ruồi. Đây các bác này. Đó, tự nhiên lại phát hiện tổ ong ruồi đây. Đây là dòng ong ruồi đen đấy mọi người nhá. Ong ruồi đen, xem nó có đi lại không. Nói chung là cái cục bầu bây giờ chắc bằng cái ngón cái vậy thôi. Đó, cái này thì chúng ta sẽ không có
tham gia, chúng ta không có xử lý vào cái tổ này, nó bé quá. Chúng ta chỉ đi tìm và mở hang ống mật thôi. Lấy hoa rất là nhiều các bác nha, theo những cái giải đồi kiểu đấy này. Những cái tổ ong nó có được mật ấy, ở cái mùa này ấy, thì chúng ta có thể giải thích một cách đơn giản thôi, là có hoa nhiều và có nguồn mật. Đấy, thường thường là ở những cái đồi đá này thì hang đá mùa đông nó ấm, mùa hè nó mát. Thứ nhất không biết nhưng mà cái mùa hè là mát cực kỳ luôn. Đây này, nó xuống lấy nhiều lắm các bác ơi. Cả một vạt này ong nó xuống trắng hết này. Thế thì để mà dùng ống nhòm, trường hợp này muốn tìm thì chúng ta phải tìm kiểu gì và dùng ống nhòm như thế nào? Nếu muốn dùng ống nhòm thì chúng ta phải xuống bên dưới nó để nhòm lên theo bên cái xiển trên này này. Ong mùa này thì ong có ở phía bắc, nó có cái xu hướng là nó di cư về thấp, nên là chúng ta đừng lên đồi cao tìm gì các bác. Trường hợp nó ở đồi cao là nó ở những cái hang nó quen thuộc rồi thôi, lạnh rồi nó cũng phải di cư thôi. Ngay cả những cái đàn chim này ở phía bắc, chim nãy mình nói bác là ở Trung Quốc về này, nó cũng vì lạnh quá nó mới hạ xuống, nó mới về bên mình thôi. Xong đến hết mùa ấm rồi nó lại quay trở về bên đấy thôi. Ngoài ra thì mình cũng cần kiểm tra cái nguồn nước ở cái khu vực này một chút, xem là liệu có phải là chỉ cái khu vực đấy có nước hay không, hay là ngay đây còn có nước nữa. Nếu mà ngay đây có nước thì ong nó còn xuống đông hơn đấy. Đấy, mình biết ngay này. Đấy này, xuống đây thầy luôn này các bác. Lấy nước kìa. Rồi. Nó có xét mách có trứng nha. Đồng chí này đang xuống này. Đây đồng chí nữa, hai đồng chí đây, ba đồng chí đây. Xuống rất là nhiều đây mọi người nhá. Theo cái con suối này, con suối này là cái con suối mà thật sự các bác, nếu mà cái mùa vào cái mùa hè ấy, thì con suối này thật sự các bác là trưng dụng ong khoái lấy nước thì nó phải lấy đầy luôn khu này luôn đấy. Đẹp luôn đấy. Từ những cái điểm lấy nước này chúng ta sẽ bắt đầu phân tách ra thôi. Tìm thôi, tìm và lấy thôi. Vậy chắc cũng vẫn xa điểm lấy nước lắm các bác ơi. Từng cái phiến đá in hẳn vào cái mùa khô này nhưng không có điểm vàng này. Cái điểm vàng này là cái quan trọng lắm các bác nha. Không có điểm vàng thì các bác cũng có nhòm lòi mắt ra cũng thế thôi. Ít lắm. Ong này chắc phải về tận những cái mé trên kia kìa. Xa đấy. Nhòm một lúc rồi các bác. Thả cười nhòm một lúc rồi. Có rất là nhiều hướng. Mà ở đây cũng chưa phải là một cái khu tập trung đâu. Cái dải suối này nó dàn đều. Một số hướng lên đây này. Một số hướng lên đây. Thì mình sẽ không tìm những cái hướng đấy. Mình giải thích cho các bác một cái rất là đơn giản đó. Chia sẻ các bác thôi. Những cái tổ bay lên đây ấy, những cái tổ nào nó đi là ngọn cây thì mình sẽ tìm các bác nhé. Tổ bên này đi là ngọn cây này, đi sát ngọn cây này, tức nghĩa là cái đường về gần thôi các bác. Đường nó rất là gần thôi, sát ngọn cây, không có đèo núi gì hết, nó ở ngay gần đây, xung quanh khu vực này thôi, mà nó đi về rất là nhanh. Thì theo ong mật thì chúng ta đừng tính phút làm gì các bác nhé. Ong mật thì nó có nhiều nên các bác tìm khu nào dễ thì các bác đi thôi, chứ nếu mà cái khu nào mà gọi là gần nhà mình mà ít có, mà có thời gian mà mình muốn nâng cao tay nghề thì các bác tìm thôi. Chứ còn những cái tổ mà nó đã đi như cái đường mà mình nói này, bay chọc thẳng lên trời xanh này. Đấy, chọc thẳng lên trời xanh, lên dốc. Ong mật nó không có cái xu hướng là phải bay vòng vòng như cái con ong khoái. Bởi vì con ong mật nó rất là khỏe. Bản thân các bác biết là cái con ong mật mà mùa đông ấy nó khỏi còn chú đông luôn, mà nó vẫn cứ phát triển bình thường. Nó vẫn đi lại bình thường, phát triển bình thường, sinh con. Nhưng mà ong khoái ở phía mùa đông ở phía ngoài thì nó còn đi chú đông. Nên ở đây thì cũng có ong khoái ra kia. Nên là các bác phải biết là những cái tổ ong ấy nó cân thẳng lên luôn. Nó chở nước đây, nó một phát nó đi thẳng lên trên đỉnh này thôi. Thì các bác biết là cái đỉnh này nó xa và nó dài thế nào, nó mênh mông như nào, chúng ta vẫn lên tìm được thôi. Nhưng mà nó mất cái khoảng thời gian, bởi vì mùa đông này chúng ta có rất là ít lựa chọn. Mùa đông này thì chúng ta tìm từ khoảng từ bây giờ đến 2 giờ thôi. Từ hơn 10 giờ đến 2 giờ trong cái khung này thôi. Được là được, và không được là cũng phải về, bởi vì đường xa 40-50 cây như mình đi này thì mình sẽ tranh thủ tìm nhanh các bác. Đấy, thì có cái tổ này. Đây. Chọc thẳng lên trời về kia luôn các bác. Chọc thẳng trời này thì chúng ta không đuổi theo đâu. Chúng ta theo những cái tổ nó vào là kiểu này. Nó trong bãi keo phát này này. Đấy, những cái đường này mà họ vẫn đi này. Có khả năng ở tả lui ở những cái đồi mà họ phát ấy. Tiện đây thì mình cũng không biết là cái con gì nó mang cua lên đây nó ăn. Cua ở trên này có cua đá này. Nó xếp càng cái cước lên đây nhiều lắm này. Đấy.
đi nhá các bác nhá, đi tìm nhá, chúng ta đi tìm luôn. Có khi ở chỗ mấy cái con chim này thôi. Sát sát đi. Ong đi đáng sợ thật quá. Đây ông chú mình nãy mình chỉ thấy ong nó bay qua cái cạm ngay góc sát này, này. Đấy, bay vượt qua ngay cái ngọn trước mặt vào cái chuồng dê này, nhưng mà chú mình đi thẳng lên này. Đấy, không thấy. Thế mình lại phải chạy lên ngó. Là nó đi thẳng lên đây, nhưng mà nó không có phải là thẳng tắp vào đấy, mà nó uốn qua đây này. Nó uốn vào luôn đây. Đấy. Uốn vào cái góc này, nhưng mà hiện tại là cái góc này là cũng chưa có nhìn thấy là có hiện tượng gì đâu, bởi vì ong nó bay cao nó đóng thẳng xuống đây luôn. À, các bác cứ để ý nhá, riêng cái con dê nó rất là kỵ con ong luôn. Nên các bác ở đâu thấy đường quang quang, còn có đường quang, còn có dê đi được là chắc chắn là sẽ không có ong. Đấy, con dê nó chỉ cần bị một lần thôi là nó sẽ biết đường nó tránh ngay. Các bác này chơi à? Xem cây mắc mật này. Ở đây, trong đây chú ơi. Trong đây chưa nhìn thấy tổ đâu. Cây mắc mật ở trên đỉnh đồi. Những cái dòng mắc mật già này thì thật sự các bác cực kỳ thơm luôn. Mình mới chỉ động vào thôi là đã thấy thơm rồi. Ở đâu chú? Lại hổ mang. Vâng. Đây là thấy bay đây hay là lấy hoa? Hả? Thấy bay đoạn này thì hay là lấy hoa? Đây coi có cây hoa đẹp lắm. Cây hoa vàng vàng này này. Thấy nó bay ở đây. Cứ bay từ đoạn này ra. Mà chú cũng lên đây rồi. Chú cũng lên đây phải không? Lên đây rồi nhưng mà còn chỗ này chưa. Cứ thấy nó bay đây ra mà cây hoa này cũng không thấy đông lắm đâu mà. Nó bay tầm thấp thôi, tầm thấp dưới này, tầm này lên. Đấy, nó vẫn vào này. Hình như ở dưới này chú ạ, chứ cái tông vạt cái sao ấy. Cái giấy cái sao. Đây á? Ừ. Phải rồi. Sao? Phải rồi, đúng luôn cái lá giấy kìa. Thấy cắm vào đấy. Khó nhằn thật. Mà cái đá lên đến đỉnh cao này là cái đá xanh này là khó nhá các bác nhá. Đấy, ngay trước mặt chú này. Vòng bóng lên đây. Chắc lại không ăn thua rồi. Hang kiểu này. Hang chưa có vết mở bao giờ đấy. Chúng ta chỉ có 10% thôi. Bay cua lên cua vào ác thật đấy. Xuống đấy nhưng mà không biết vào đâu thôi chú ạ. Khá đông. Lũ bé tí thế này ăn kiểu gì. Đi đổi đá sáp thôi chú ơi. Ở đâu chú? Đây. À chưa chắc đâu nhá, chỗ này có khi lại búa. Lại công được cái nhá. Con rắn hổ mang bằng này thôi. À bé rồi. Xin đủ mà. Vào nhưng mà cái hang xuống chả bắt được đâu đúng không? Bắt làm gì cái dòng đấy nó vào giống sắt đỏ này. Đấy kìa chú ơi. Hả? Kéo vào đông hết đây. Ê, vương. Dạ thôi lui thôi. Lui thôi. Thác cho nó nhanh. Đi chỗ kia thôi chú ạ. Chú thấy một tổ thì lấy nước bay xuống rồi, nhưng mà chú tìm khắp không thấy. Lấy nước á? Ừ. Lấy nước mà không thấy á? Đi cái gồm. Chú cháu mình chuyển địa hình các bạn. Đây này, đi theo cái địa hình này là tìm dễ hơn này. Đây, con ong này. Còn đây, nhiều ấy. Còn nhiều không chú? Nhiều. Còn nhiều à? Thế thì mở thôi. Ong nó bị chảy các bạn, bị à. Đây là đi là nhìn thấy thôi các bác nhé, chứ không phải tìm nhá. Tìm là cũng thấy có lấy điểm vàng ở kia. À biết, nhưng mà cái tổ thấy điểm vàng ấy là nó ở bên kia cơ. Còn bây giờ chú cháu mình đang bới vào cái tổ là bị cháy đây này.
Tổ này thì chú cháu mình lại có thể đắp lại được thoải mái vô tư. Nhân tiện đây là cũng ngó ngàng xung quanh đây luôn. Đấy, bị cái này là bị họ phát vào rồi. Họ phát vào rồi nhưng mà ong nó không đi. Phải chắc chắn phải búa rồi chú. Búa nó rộng một tí đấy. Các bác xem, không phải đơn giản đâu. Nhưng mà cái dòng đá này thì chú cháu mình ăn được. Đá này thì nó mềm thôi, om, dễ om. Búa tầm 3-4 kg rồi các bác. Thoải mái nhá. Đấy, già luôn này. Đó, nhỏ mấy tổ này chắc có mất nhiều quân lắm rồi anh nhỉ. Mất nhiều quân là bị cháy quá. Nói chung đây cái mà chú cháu mình bắt đây là cũng không hẳn là cấp cứu đâu mà cũng vừa mở hang nữa. Quần này bị hỏng quần bao nhiêu do cái vụ cháy hỏa hoạn này. Cái này liệu có mở rộng được không? Hang này có ra rộng được không? Tận trong rồi chú. Mà còn sáp cũ bao nhiêu năm rồi chứ? Bay là đẹp tới. Cái này phải đập thôi. Vẫn phải đập hòn này nữa thôi. Miếng bé đây nhỉ chứ nhỉ? Có gì? Nó già quá rồi. Anh chỉ có mở ra xong một tí đắp lại cho thôi. Có nhộng. Nổ rồi đấy. Nó còn muốn lay luôn cả cái cục to này ra. Đá này không sợ lắm. Nó muốn nổ cái cục to kia ra hơn là nổ cục bé này. Ôi nát hết luôn cả cái cục này rồi. Tí lại mở hang rộng thêm rồi. Đắp lại rồi. Đắp lại quả này mới là ác chiến này. Lại quả hang này mới là đẹp các bạn. Đấy, ra thành từng khối từng hộp một luôn. Cái này mà không để ý đến lúc họ trồng cây xong tìm rất khó nhá. Trồng sang năm 1, năm 2 là tìm rất khó luôn. Ý, các bác xem mọi cục hàng. Không. Ra rồi, toàn hoác rồi. Cái tổ này là chỉ để mở rộng ra thôi. Úi. Còn ấy nữa thì ra đúng không? Thành cái động luôn. Mật nó ăn hết đấy chú ạ. Tổ này ăn hết mật rồi. Mình đéo đi làm được nhé. Nóng quá đi. Người còn muốn ngất đây là ong nó mới ở được ấy, chứ còn bị thiêu này. Đây là nó ong nó còn chui vào trong những cái kẽ kia nó sống được đấy. Người mình đã hỏng rồi. Toàn hoác rồi. Cái này thì nói chung là không có cái cái sự tiến triển đấy. Chỉ biết là có cái hang thôi. Được cái hang thôi. Đấy, à vẫn còn đây. Vẫn còn. Còn một ít đây. Các bác xem chú mình kéo ra xem nha. Chú khóa luôn cái lỗ dưới hang dưới à. Còn ít thôi nhỉ. Cứ bỏ ra đấy đã các bạn. Đây các bác xem cái tầng này. Đang lấy con dao ở trong chiếc búa các bạn. Các bác nhìn đây này. Quần vẫn còn đông lắm, bên trong là trắng trắng ấy. Nhưng mình không ở lại đây nữa. Mình phải đi
trước, phải tìm kiếm tổ khác các bạn. Mình đi trước để chú ở một mấy chú ở đây chú bắt thôi. Như các bác biết là các bác xem mà bắt mãi chán hay bây giờ thì các bác chỉ tìm hiểu cách tìm được không? Thì cứ nhòm thôi. Mùa này cái con ong nó đi chậm hơn rất là nhiều. Mùa hè nó bay tốc độ khoảng tầm gấp 3 thì mùa này nó chỉ được một phần thôi. Nên là chúng ta chịu khó để ý một chút là được. Đấy mọi người xem những cái con đường nó uốn éo kìa. Nãy là mình thấy có ong bay qua bên đấy thôi. Và bây giờ cứ vụt lên đấy thôi. Các bác lưu ý chọn cái địa hình với nhá. Địa hình mà khó quá thì chúng ta cũng bỏ đi thôi. Địa hình như thế này thì làm lúc nào chúng ta cũng tìm được. Trong cái lúc di chuyển thì tìm ong mật thì chúng ta phải cực kỳ để ý luôn. Để ý cái điểm vàng ấy, của đàn ong ấy. Cái đấy là cái quyết định. Còn mà chúng ta mà không để ý, chúng ta cứ đi nhòm bừa thì nó cũng chỉ là đôi lúc thôi. May mắn là một phần lớn rồi, nhưng mà cũng phải nhòm thấy nữa. Mình đang kiểm tra để xem có cái điểm vàng nào cái bãi chuối này không. Đây này, những cái nương chuối này thì rất là đẹp luôn. Đó, thấy có ong bay ve đây rồi. Cái ổ kia là đánh góc bên kia các bác này. Nhưng mà đánh góc bên kia thì ong nó bay loạn ra, tìm rất khó, nhưng mà vẫn có cái con ong từ bay từ dưới lên lên cái đỉnh đồi này. Thế để nhận biết được cái con ong nó liệu tổ nó ở trên đỉnh đồi hay dưới, hay là quân nó đi ở bên dưới, thì cái con ong mật ấy, mùa này thì chúng ta cũng lại phải nhờ vào cái dấu chấm tin cậy này này. Đấy, các bác lưu ý nhá, ở đây cả điểm vàng rất là nhiều luôn. Đây này các bác này, cái này mới đét luôn này. Đấy, hai cái điểm đây này, mới luôn này. Thế cái thời tiết mùa đông thì mình cũng đã nói với các bác rồi, thì nó điểm vàng nó sẽ ở rất gần. Thì ở đây thì cái tổ kia nó ở tận bên kia, thì với cái chiều đấy nó sẽ đi xuống chứ nó ít khi nó đi lên. Thì cái tổ ong mà chúng ta vẫn thấy hướng đi lên này, mà các bác nếu mà các bác tìm đang phân vân là tổ trên hay tổ dưới, thì ở đây đã có điểm vàng. Điểm vàng chắc chắn là phải từ trên đỉnh xuống, mà cũng không cách đây xa đâu. Tầm này chúng ta không có xa đâu. Thì mình cứ sẽ đi lên một đoạn nữa này, cứ đi lên theo một đoạn nữa các bác nhá. Lên theo cái sườn này mà lên mà vẫn còn thấy điểm vàng thì 100% là cái tổ ong nó còn không cách chúng ta xa nữa. Đấy, cứ lên theo những cái thềm này đi đào lên. Còn tổ kia nó ở thấp hơn thì nó sẽ điểm vàng nó sẽ ít khi nó trào lên trên đó. Vì ong có xu thế là đi mùa này rét mà, bay là nó đi xuống là nó bài tiết luôn. Nó chỉ quanh quẩn đấy thôi. Mình cứ theo dần lên đây. Theo lên theo những cái khe này này. Bên nãy là nãy còn thấy một đường nữa lên kia nữa. Thì cũng không xa lắm đâu. Chúng ta cứ túc tắc dần theo những cái tản ly đường này. Đây này các bác, hàng đây này. Đấy. Vào thế lại vẫn là thế khó, thế này khó đấy, cũng không phải đơn giản. Vào giữa hay là hai lẹp à chú? Phải nói cái tổ này, cái khu này nó khó ngó quá, khó nhìn quá, đâu nó cũng như đâu nên là khi mà nhòm nó bắn không ít, nó khó. May mà vẫn tìm thấy. Tổ nó ở ngay đây rồi, nhìn thấy tổ rồi. Đâu chứ? Bên trẻ, bên trên. À đây, ấy là cái này phải đục quá. Cái này phải đập kiểu gì mới được cơ chú ơ. Đập mé bên này thôi. Cái này nó có thớ sắn rồi. Nó lên ở đoạn này này. Đoạn này này. Khá đông ấy, đi lại khá đông ấy. Chú cháu mượn con dao. Cái này cho nó quang quang hơn một chút. Phần lấy về rất nhiều, tổ này là khỏe rồi. Chưa biết hàng có to hay không. Hàng to, rộng lắm. Chú để cái đồ của chú ở đâu rồi?
Bên bên trên này. Chặn thứ này đi. Từ từ đã để cháu ngó, từ chưa vội đánh để ngó luôn bên kia này luôn. Vì nãy thấy nó bay ở góc trên này này. Hiệp 1 đây các bác ơi. Nói chung là cái tổ này là thuộc khó nhất trong những cái tổ mà mấy ngày nay chú cháu mình gặp, nhưng mà ở cái khu vực đồi núi này thì cũng ít người đến nên là chú cháu mình quyết định sẽ sử dụng búa để tách ra lấy bằng được các bạn. Bởi vì là từ sáng nay thì đây các bác lại cái tổ chữa cháy cho cái tổ kia để sửa lại cái hang kia là đã mất đi khoảng thời gian để tìm rồi. Và lại lúc lên mà các bác thấy mình chỉ cái điểm vàng thì mình cũng gần đến ngay đấy thôi. Đây này, những cái miếng mật nó ở trong này. Cố gắng tìm một hai tổ chúng tổ to để có thể đầy bình này luôn. Cái lúc mà búa dã xuống này là phải nhắm mắt vào các bạn nhé, không thì nó rất là nguy hiểm. Cái lượng cái đá này thì nó không có cứng như cái dòng đá kia. Nếu mà đá xanh ép kiểu này thì chịu luôn đấy, không thể bong ra được. May là đây là cái đá sáp thì nó mới bong thôi. Thấy bay ra mầm rồi. Chú để không nhầm đâu. À kìa. Okay. Đặt rất là điệu nghệ luôn. Nở ra từng tảng một. Cái này chúng ta không tham đập cả cục được như cái tổ lúc nãy đâu nha các bác nhá. Cái này chúng ta chỉ đập theo vỉa thôi. Đập dần, đập mở dần thôi. Phải rung đến tận chân nhưng mà phát này lại thấy cứng rồi. Nó còn khá xa đấy. Châm đóm mà các bạn, không châm là ong nó ra nhiều bạn. Hả? Không châm là nó ra nó đốt. Bắt buộc phải châm. Ngoài ra thì chút nữa chú cháu mình còn có một cái chương trình ở dưới kia các bác nhé, dưới cái bãi chuối thì đấy. Bãi là hôm trước là chú Tiến tìm không thấy, là lấy nước nhưng tìm không thấy. Thì tí nữa chúng ta cũng lại xuống dưới đấy để chúng ta kiểm tra. Đấy, hiệp 1 nó đã om đá, nó om nó cứng đấy các bạn, kiểu là mình đập thẳng vào ấy. Thẳng vào nó vẫn rất cứng luôn. Nó chỉ vỡ mùn ra thôi chứ nó không vỡ được tảng. Chỉ có pin. Sắp vào đến rồi các bác ơi. Quánh rồi thành già lắm mà chú. Cực điểm luôn đấy các bác. Thế mà già lắm rồi. Đấy, những cái ổ này thì đúng thật sự các bác là muôn đời không có ai động đến bao giờ. Chú cháu mình mà không quay lại khai thác đây thì đúng rồi, không ai động đến. Mở nớt cái đợt này nữa là có thể lấy được mật cho rồi. May mà là đá sáp đấy chứ đá xanh không bao giờ đục vào cái lõi này được. Thấy con này rất là nhiều mật luôn. Ui chú ơi, hả? Nó vào tận trong đấy. Ừ. Đây thì cháu kéo chú xem nhé. Các bác xem cái miếng mật này, miếng này phải nói là ong này nó già quá mức luôn các bạn. Ui này, cúng chưa, cúng lên xì luôn các bác nhá. Ui cái tầng kia mới là nhiều chú ạ. Thế phải vót cái que thôi. Vót cái que thôi. Dao nhọn của cháu có khi còn được à? Cũng không được chú ạ, nó lách, chỗ này lách lắm.
trước tiên là chúng ta cứ được miếng nào hay miếng đấy đã các bạn. Ôi rồi ôi, được miếng nào hay miếng đấy của chúng ta đây. Chả phải là mật, là mật là cái gì nữa, đẹp thế. Đây các bác, khi mang mật ra này, cái mùa đông ở trên rừng này ít ong, nhưng mà khi mang mật ra là có một số cái tổ khác nó về nó tranh cướp mật. Cái lúc này mà lúc tìm những cái tổ mà nó về tranh cướp thì những cái tổ tranh cướp nó về nó sẽ rất đông, nó cắn các bác đây, để ý này. Đấy. Cho nên những tổ cướp mật là những cái tổ còn nguyên nhá. Nên là ví dụ như nó về quá đông ấy thì chúng ta bắt buộc phải lấy hết cái tổ này đi để cho nó không tranh mật nhau. Đấy, sau đó chúng ta theo về những tổ, bây giờ những cái tổ đang về cướp mật là những cái tổ bay rất đông rồi. Thì theo cái chiều hướng có khả năng là ở dưới này, đây này, toàn đua từ dưới này lên nhiều thôi. Đấy, đang xem xét, các bác xem nó cắn nhau này. Đấy. Cắn nhau nhá. Còn đến thời điểm hiện tại thì chú cháu mình đục được khoảng tầm 1 tiếng rồi. Vẫn chưa vào đến hẳn cái sâu bên trong cái cuống tổ của nó. Để đập ở đây thì là muốn đập cho nó thật rộng để sau này chúng ta đi tìm ấy thì chúng ta mở là chúng ta cũng chỉ là xoay vào là lấy thôi các bác. Nên là đập kỹ. Có khi đập cả ngày mới được một tổ. Đấy, chỉ vì lấy mấy cái miếng này thôi. Đấy, tức là những cái miếng này chưa phải là những cái miếng mà quan trọng nhất, mà những cái miếng mà năm sau chúng ta lấy nó mới là cái miếng quan trọng. Lúc đấy thì chúng ta lấy thì nó rất là sạch sẽ và nó đẹp luôn. Ở đây thì chúng ta cũng vẫn là sạch rồi, nhưng mà năm sau chúng ta mở vào là chúng ta chỉ có đeo găng tay là chúng ta vào là chúng ta vào luôn thôi, chứ không cần phải đập đá rồi. Còn gì nữa, mệt đúng một lần thôi. Mày là cái viên đá sáp. Cứng ngon ạ. Ở đây một số miếng là nó bị bụi ở ngoài thì chúng ta phải tách luôn cái đoạn ngoài này ra. Hỏng rồi. Cái này miếng này nhiều nhậu. Không hết rồi. Không hết rồi đấy. Nói chung là được lần đầu này thôi. Tầng ở trong, à kia tầng mật nó ở trong. Tầng mật tịnh trong cơ. Cũng gần cuối rồi. Tiếp tục là ra lò những cái miếng nữa các bạn. Khá là nhiều miếng được vàng ra ở đây. Rồi chúng ta có thể thấy là bao nhiêu miếng ra thì có bao nhiêu cái tầng này. Chúng ta tách ra đây. Những cái miếng rất là đậm đặc các bạn nhá. Ong nó chưa thể bóc gỡ ra được những cái này. Có một số con đang chui vào để hút mật đấy, những cái con mà hút nhiều quá thì thậm chí còn không thể bay được vì cái mật nó đặc quánh quá, mùa này mật nó đậm đặc quá, nó nặng. Còn miếng không chú? Vẫn còn tầng à? Chui kiểu gì đây? Các bác thấy cái lần mở lần đầu tiên là cái lần nó vất vả nhất, bất cứ lần nào nếu mở được dẹp luôn mỗi lần đầu thôi thì lần sau chúng ta không cần phải sửa nữa. Mình đang ở đây mình theo dõi tiếp cái tổ tiếp theo. Những cái miếng này là những cái miếng mà gần như là ong nó cũng kiểu là nó đang bù mật hoặc là nó ăn đi. Thời tiết ấm lên này thì nó sẽ sớm đắp lại thôi. Nó là dự trữ các bác nhé. Nên là các bác hiểu là tại sao là khu vực phía Bắc ấy, cái đến gần mùa đông hoặc là vụ đông chí xong thì ong nó tích rất là nhiều. Miếng to rồi chú. Thấy nhăn hết mặt vào chắc miếng to. Hay là hòn đá không biết. Còn này cái bịt kín. Đây, bịt làm sao cho ong nó làm đến cái góc chết trên bên trên này. Cái góc bên đỉnh. Cách xây hàng này thì các bác biết là
nó có khá nhiều là cách, nhưng mà nếu mà làm cho cái tổ ong nó làm tổ theo chiều dọc thì nó sẽ được nhiều mật hơn là cái chiều ngang vào. Còn bên này thì mình xin phép được sắp xếp cái mật vào trong thùng, trong túi. Và cái thời điểm bây giờ nó cũng gần 2-3 giờ các bác, nên là chú cháu mình là cũng không còn cái thời gian nhiều đâu, xuống là bắt 1-2 tổ nữa thôi. Tìm 1-2 tổ nữa mà không kịp bắt thì mai bắt. Thì những cái dòng mật đậm đặc này thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp mình nhé, qua số Zalo mình để ở dưới phần mô tả đấy. Nói chung là cái dòng mật này thì ưu điểm của nó là đậm đặc. Nếu các bác thích làm thuốc thì nó gọi là gần như là đẳng cấp nhất rồi. Làm cho này khổ, mặt tay lên khổ nhưng mà làm sau mình lại không khổ nữa, làm sau mình lại lấy dễ thôi, là phải có công mài sắt thôi, từ một năm thôi. Năm nào cũng thế luôn, nhìn cảm giác rất là mệt luôn nhỉ. Thế người đi cùng cảm thấy họ chậm là cũng phải thôi, thì không về vì như riêng những cái đồi núi leo trèo này, leo trèo nó đã là một cái mệt. Nên các bạn nhá, phủ hết lên nhá, phủ kín luôn, ấm áp mùa đông luôn. Đấy, chú cháu mình đều gần đầy cái bình này. Bình 10 cân nhưng mà nó chưa chật đâu. Để tiếp tục thôi, lên đường. Hành trang đây, ba lô đấy. Xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác bây giờ lần sau. Để đi sang xe đây. Những cái lá keo thưa thớt này rất ít điểm vàng các bác. Tổ ong mật mà chú Tiến đã tìm một ngày các bác nhá, cản hết những cái quả đồi này. Đấy, cản cách mấy mét, tí mình lên hỏi các bác sẽ rõ. Ong lấy nước từ tận trên đỉnh kia xuống này, bay ngược xuống, bốn con. Thì lúc nãy vào đến khe cái khoảng cách này, ngay từ mấy gốc đu đủ kia các bác đã thấy điểm vàng chập chờn đấy rồi. Chập chờn đấy là bởi vì tại sao điểm vàng nó không tập trung ở đấy, là bởi vì mấy cái cây keo này cao này, nó không hướng ra hướng này, tổ ong chắc chắn là ở thấp. Thì lên đến đây mình nhòm thì thấy một số ong nó lấy hoa về. Mùa này các bác không cần đón cao đâu, ong nó về thấp thôi, sần sàn này. Nó ngay bãi chuối trong khe này. Thế mà chú Tiến cản hết hai bên này rồi nhá. Đấy, là không, cái đấy là do không may mắn thôi các bác. Không may mắn thì sẽ không gặp thôi. Có phần là có khi là cái khu rừng này là nó để lại cho mình. Đấy, chúng ta sẽ cùng lên xem như thế nào. Đấy, và các bác xem nhé, xem đợt này xem cái điểm vàng nó giải đến đâu, giải đến đoạn nào. Ở trên đường đi thì ông chú mình còn có nhặt cả rau nữa. Thì ở những cái đồi rừng này thì chúng ta có những cái hoa này, cái rau này, rau tàu bay và rau tầm bóp. Mùa này là rất là ngon này. Thứ nhất là họ vừa làm cỏ xong nên là có những cái cây nào nó lên được là nó lên tốt lắm. Đây là một cái rừng keo hay còn gọi là rừng tràm này. Các bác thấy địa hình đá ở đây lúc nào cũng có thể cho ong ở được. Mọi người nhìn ở đâu cũng thấy đá nhé. Nói chung mình cõng cả bình đi rồi, đầy đủ rồi. Nên là chỉ khai thác thôi. Trước mặt chú đây chú. Bãi chuối, mấy cái cây chuối trước mặt chú đấy. Nó phóng thẳng từ đấy lên đấy, nó vẫn còn tản mát lắm. Ừ, kia mà. Bãi to trên đấy, không phải bãi chuối đỏ đấy đâu. Đấy, điểm vàng các bác thấy dài chưa? Này. Dày chưa? 2, 3, 4, 5, 6 này. Cái này à, nếu mà không có trời mà không sương ấy, nó vàng óng hết chỗ này rồi. 1, 2, 3, 4. Nhiều. Giới thiệu với bác là tại sao những cái con trâu mà thường thường là đi rừng mà các bác thấy, hoặc là ở nhà các bác thấy là con trâu tại sao? Nó lại bị... Có nhiều lúc nhiều con là tử vong do cái con nhện này ăn cỏ vào trước cửa tổ nó. Một khi ra nó cắn nhá. Con đấy con nhện to nhá. Còn với thời điểm bây giờ thì chúng ta mà cứ bị cắn thì chúng ta cứ phi lên viện cho nhanh. Còn khi cứ đợi thuốc thì nó cũng mong manh lắm mọi người.
Cho dây nó giải từ trong kia ra đấy. Mình cần phải kiểm tra lại lần nữa, nhòm lại lần nữa có khi mới được. Mới chắc chắn được. May thô gốc đổ đấy các bác. Vừa nhìn lại đường bay thì thấy nó vào đó. Nói chung là cái có cái ống nhòm thì các bác sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều các bác nhé. Vì là cái điều kiện mà các bác hoặc là cái sở thích của các bác mà chúng ta có thể nâng cấp các dòng ống nhòm các đời, nhưng lên được đời thì cao hơn thì lúc nào cũng thích hơn các bạn. Nhìn tìm kiếm nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái tổ ong thì chỗ chú Tiến kia đây. Vào đá thịt rồi chú. Đấy chú. Đá lúc nãy. Liệu có chiến đấu được không? Nói chung là các thầy cụ thì nhưng mà chưa thấy trả, không thấy trả lời thì khả năng là ăn được các bạn. Định ra đốt rồi chú. Thế là hôm qua chú tìm một đoạn nào? Trên này. À. Đằng sau nữa. Hả? Cả đằng sau này nữa. Chỗ này chú tìm hết chưa? Tìm bên trên rồi. Thì cháu nhòm còn tổ nào không nhá? Biết đâu mấy tổ sao? Chào ôi, lại vào vách luôn. Đông thật các bạn cái tổ này. Không biết là đông hay là cái thời gian nó đi bài tiết không biết nữa. Nhưng mà công nhận là đông. Nghe thấy rào rào đấy nhưng không biết có vào sâu không. Nhưng mà xem chừng ca này cũng không phải là cái miếng thịt các bạn. Mấy hôm nay được thịt nhiều quá rồi. Nên là gần lại lạnh, gần như lại gặp xương. Cũng ít nhất là cái vỉa này nó còn nó tựa vào cái vách, mình đập có khả năng nó vỡ ra. Ngày kia đấy chú nhờ. Dụ mẹ ra. Ờ, cái sáp này nó sáp kiểu không sáp nứt nhỉ chú nhỉ. Không thành vỉa nhỉ. Nói chung là sáp này sáp lì. Lại hôm nào tìm nguyên mất nguyên buổi đấy. Tìm mất buổi mà. Đúng rồi. Các bác xem cái phía bên này này, cái dãy đá này nó mới là đẹp này. Thì chú ấy tìm bên này là phải rồi. Không ai nghĩ lại ở ngay đây. Tuy nhiên là cũng có điểm vàng đây nhưng mà chú không để ý tập trung. Không để ý điểm vàng nó chắc là chú đi cản thì nó mới bị giọt như thế. Thì đang đục lên chỗ đấy để lấy cái miếng sáp lại các bạn. Lấy được chỗ đấy là cũng được. Hồi này chắc lại cũng từ đời nào rồi. Chưa được kiểm tra miếng sáp thì chưa biết được. Nhưng mà thấy cái miếu mật ở kia rồi. May cũng dễ thôi. Cũng đến đấy rồi chứ nhỉ. Thấy thủng một lỗ rồi đấy. Các bác thấy cái lỗ búa nó chui lọt vào đấy rồi. Đấy. Tăng vào đấy. Quân đông ấy, cháu nghe thấy tiếng quân đông ấy. Nó phải xả beng chứ ạ. Trong quân khí thì hôm nọ thằng mấy thằng kia nó bảo thấy bay à chú, thấy lấy nước à, xuống nên nó dẫn đi lấy à. Đây xem nào miếng đầu tiên nào. Ui các bác ơi, nhiều tụi này mới là đẹp này.
Thì đầu đang cầm trước các bạn. Đẹp quá. Xem nhé mọi người. Vâng, cho lấy găng tay đã. Đẹp quá các bạn. Có động lực luôn này. Đấy, thế này thì có mà đi cả ngày cũng không thấy mệt. Quá đẹp luôn. Cho vào trong bình. Miếng này tổ này đúng nó non non vừa tầm các bạn. Non đúng vừa tầm luôn. Có khả năng tổ này nữa là chú chó mình bắt đầu đầy này. Cái mặt nãy đi cũng hơi dập một chút rồi. Đi cái đường này cũng khó khăn. Đấy, chú mình đang cậy. Ui, sập tổ chú ơi. Sập rồi. Đấy, ui, rồi cái tổ này nhiều mật thế các bạn. Cho cháu chụp kiểu ảnh thôi. Ui, dồi ui, kìa các bác xem kìa. Này các bác ơi, trước khi chụp ảnh các bác mình cho các bác xem cái bầu mật kìa. Ui, ui, tổ này nhiều mật thế nhờ. Hôm nay có thứ bóng. Găng tay cho bóng. Ui, các bác xem cái tầng mật này. Thích thú vô cùng luôn này. Đây nữa này. Đây này. Trời ơi. Đấy, bây giờ chú Tiến lại lấy tiếp tục miếng bên trong ra nha các bác nha. Kéo từ miếng bên trong ra thì mọi người có thể thấy là cái cổ nó đúng vừa tầm này. Khi mà cái phấn hoa hay mọi thứ nó vào tràn nó vừa đúng cái dịp nó luôn. Đẹp thật sự. Phải nói là quá đẹp luôn. Tổ này nó là hệ vào muộn so với các tổ khác ấy chú nhỉ. Tổ này tổ mới. Tổ nếu mà chúng cái tổ mới như này thì thật sự các bác là nó có sự cái hứng thú để mà tìm kiếm thì nó dâng trào lắm. Ừ. Dạ. Nọ tao vào đây. Nọ sao chú không bắt? Hôm nọ chú tìm may quá coi. May chú Tiến còn để lại cho đấy. Không thì hôm nọ chú Tiến phải dính cái tổ này là chú Tiến phải được hơn Yến hôm đấy rồi. Đấy nào, xin chào. Xin chào các bác. Xin chào. Ui. Đấy, không thì chú dùng cái mũ của cháu cũng được mà. Ui, cái miếng kia mẹ đẹp chú ơi. Chú đợi cháu một tí. Đợi đâu. Miếng kìa. Cấu hộ sao kìm đây. Kìm ở đâu chứ? Đấy, kìm đây, 1. 2. 3. Tai. Ê, từ từ. Sao chú bị nhiều đấy? Này, muốn ăn sống nó thì chẳng. Ui giờ tầm miếng đẹp thôi mọi người ơi. Đây này mọi người xem này, mọi người để ý này. Ui đẹp vô cùng. Đợt này là có tiến triển hơn các bác nhá. Chú đã sử dụng thiết bị hạng nặng và đục thêm, quyết định là phá thêm cái gỗ kia để cắt này dễ hơn. Nhưng mà phá tí lại đóng khó chứ. Tí nữa chú cháu mình vẫn đóng lại thôi. Tuy nhiên thì nếu mà phá ra được rộng thì tí nữa chúng mình có thể tận dụng tối ưu được cái hang. Mình sẽ móc được những viên đá to ra. Với lại cái khả năng chú Tiến muốn có khả năng và muốn lấy cái đàn quân đẹp này hay sao? Mỗi phát vả búa này nó cũng là điêu luyện lắm các bác nhá. Mình không làm được như thế này, cũng hỗ trợ được chú thôi nhưng mà không hỗ trợ được phát vả búa nó chính xác như này. Thì thật ra cái này nó cần có cái quen, có cái sự đào tạo rèn luyện từ xưa nữa. Không phải thích là được đâu các bác. Ui nó hăng lắm chú ạ, tổ này khó đấy chú ạ. Quân lên trên tiếp tục lấy hả chú? Hằng lắm nhiều cái tổ này nó kiểu là nó bị ép. Các bác lưu ý là lúc mình đập ấy, nếu mà đập trúng quân ấy, thì là cái con ong nó sẽ bụi đá nó bụi nó bắn vào con ong nó khi mà nó kích thích cái ngòi ấy, thì nó sẽ ra đốt nhiều hơn mọi người nhé. Cái tổ ong này thì mình dự tính là về được khoảng hơn tháng rồi. Đấy, cái miếng mà chú Tiến vừa cầm này, cái miếng mà vừa đẹp này, miếng đẹp nhất này, và cũng có khả năng là hết. Các bác xem cái tầng nó chỉ làm đến mức độ này thôi.
đẹp thì đẹp nó cũng đến này này. Đây đây, đấy các bác xem này. Toàn mật, toàn mật, toàn mật luôn nhờ. Thế là mở được hang rộng là lại đắp lại được, đắp thoải mái. Nhưng mà đắp lại được tràn thì cái hang này đến mùa hè chúng ta vẫn có thể lấy được. À, cho vào bình đi. Bốn năm rồi. Này chú đưa cho cháu. Đây để cháu bóp cái này, bóp cái này đi. Miếng này đặc thịt mật luôn các bạn. Toàn mật, có một ít phấn hoa này. Đúng mật như mùa hè luôn đấy. Đấy, nhưng mà các bác nhìn cái dòng mật nó chảy. Cái dòng mật này nó mới là cái dòng mật đặc kịt này. Mới là phấn hoa gì mà thơm lắm. Không bắt được chú? Không, hả? Không bắt được thì xếp thôi nhỉ? Xếp, không bắt được. Cho mật vào bực. Vâng, chú cứ ấy, cháu làm thôi. Chú cứ xếp. Bị mới trưởng. Thôi, hàng tập này cũng về được các bạn. Chắc phải bây giờ chú tuổi. Bây giờ chú bao nhiêu? 56. 56 đi hết 60 4 năm nữa. Mà chắc không ở nhà được đâu. Ni được cục bò. Bông tôi nói là đẳng cấp luôn. Lâu lâu được tụ đẹp thật đấy nhờ chú nhờ. Thích thật. Các bác xem miệng. Cứ miếng nào vào đấy, miếng nào xếp ra miếng đấy. Chỉ lo là tí lúc xuống là nó dập rồi, chứ còn hiện tại thì nó là đang đẹp lắm rồi. Con hàng của chú Tiến này đang đắp rất đẹp luôn. Đảm bảo làm sao năm sau nó về chú nhé. Ba nhé. Tràn bình rồi. Chú cháu mình cũng thế này thôi các bác. Đây, mật nguyên tảng này. Đây, các bác xem này. Thế là về thôi. Video này nó hơi ngắn chút nhưng mà lấy được cái tổ mà còn sót lại nhưng mà nó lại được đẹp như này thì gọi là may mắn của chú cháu mình. Thôi chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau nhé.